đất này có phước. Cái đất này nó có khoảng 200-300 quốc gia, Việt Nam là có phước hơn nhiều nhất nữa. Nhưng mà Việt Nam lại đối xử với Thiên Tấn Kiệt này rất là phũ phàng, lúc nào cũng muốn triệt hạ và lúc nào cũng xỉa sói. Nếu không Hụ nổi tiếng cực kỳ rồi, người của mình đó. Cho nên những cái người lạ đó mà tới á, thì những đứa con họ Thiên mà cần Hụ phải biết, kêu họ ngồi xa ra. Tại họ khát sanh để họ lấy xuống họ xin tạng, chứ không phải họ khát sanh để học, có hiểu không? Sư phụ nói chuyện họ ngồi xa xa họ nghe ngóng thì ok. Chỉ có những đứa con họ Thiên theo sư phụ gần á, thì những trường hợp đó thì phải hiểu ý. Nếu không sư phụ phải bỏ chỗ đó, phải đi chào sư phụ. Bởi vì họ hiểu học chưa tới, hiểu chưa tới. Thông địa lý thì cũng chưa thông, rất là khó dạy. Đó là lý do 10 chết 7 còn 3 mà kinh điển mà nói á, là cái thần hồn bị sàng lọc 10 chết 7 còn 3, không phải là cái xác này 10 chết 7 còn 3 nha. 10 người mà chết đi á, chỉ có 3 linh hồn á sẽ được theo sư phụ đi lên thiền Bát Nhã về thôi, còn cái xác này là vô số không tính. Trong thấm cơ nói là có, nhưng mà nói theo lý phải hiểu đó là tính theo thần hồn á. 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra thái bình, có nghĩa là một cái thần hồn mà được chọn ở lại rồi được tái sanh trở lại á, thì mới giúp cái đạo Thiên Tâm phát triển để thống nhất thế giới, để cái thế giới sau này không còn có nhiều đạo, không còn thánh chiến. Những cái thần hồn mà cái đó là tiêu luôn hay là đi vô sở thú thì là gì? Khi họ còn sống họ quá sức phạm thượng trên 3 lần với Thiên Tâm, với Hữu Hụ, với cha mẹ, thì họ sẽ không có thích ứng ở vào cái thời vàng kim. Khi mà Đức Thầy xuất hiện, Đức Thầy là Phật Di Lặc, khi mà Phật xuất hiện họ không có thích hợp để nghe. Nó cũng giống như tại sao Hữu đem hai câu chuyện là một cái chiếc thân đang sống ở một cái thành tinh gọi là thành tinh đỏ, và một cái chiếc thân đang ngồi đây. Tại vì cái chiếc thân thành tinh đỏ thì họ không có lập đạo được, có lập đạo họ không tin. Cũng giống như trái đất của mình, giống như nước Việt Nam của mình, nếu mà sư phụ lập đạo trễ 5 năm thì mấy đứa nhỏ lớn, những cái đứa lớp tuổi già mà nghe được sư phụ cũng chết hết. Rồi sư phụ cũng không có lập đạo được. Thì thời năm 2017 đó, cái gì mới cho cái đạo ra đời càng sớm để mà cứu. Nếu không, cái câu sư phụ thường nói là sẽ thành đồ đồng, đồ đá. Thì người Việt Nam sẽ như thể thành đồ đồng, đồ đá, tại nó bị nhồi sọ quá rồi. Giờ con có đem đạo kiểu nào đi con nói chuyện họ cũng không nghe hết. Họ biết là có trời có Phật, họ nghe nhiều người nói rồi cộng lại á, họ thấy những thầy quốc danh á làm hư một cái dân tộc về đạo đức, hư chùa, hư chiền, hư cái nền tảng về lòng tin á, nó gọi là mất đi cái lòng tin á. Trong con người mình nó có những cái function cũng giống như computer vậy, cái function mà có lòng tin nó tự nhiên mất hết. Một nước Việt Nam 100 triệu người ấy, mất đi cái lòng tin thì giờ con có lập đạo kiểu nào cũng như không à, hiểu không? Nó có cái đó nữa. Chứ bây giờ con cứ nghĩ hồi xưa ấy, ai mà thấy một cái hiện tượng lạ thôi mà cả nước người ta quản hồn, người ta phải tu rồi. Còn bây giờ hiện tượng lạ đang ngồi đây, khỉ bảy màu đang ngồi đây, thiên tử đang ngồi đây, đóng ba cái đinh cũng ngồi đây, rồi nói chuyện gần 4 năm gần 200 mấy chục cái clip cũng hết nước miếng luôn, cũng ngồi đây, có bao nhiêu người hiểu? Đó là thiệt 100% chứ thiên tử sao làm thiên tử giả được, hiểu không? Còn lập cái đạo này á, con nghĩ dầu cho người lỗi lạc nhất thế gian á, một vị thầy nào cũng không dám lập đạo nữa. Mà sư phụ lập được cái đạo tới ngày hôm nay phải có cha ấn chứng, hội đồng chư Phật ấn chứng, chứ khi không sao lập được đạo. Vậy mà họ cũng chờ lên mạng cũng vẫn chửi, ngày nào cũng chửi, đồ bố láo bao que tối ngày. Là sao? Là vì sư phụ sợ nước Việt giống như cái thành tinh đỏ đó. Cũng may có hạt giống Thiên Tâm đang ngồi đây,
Bữa lễ ngày mai là ngày 30 tháng 4. Tại sao là 30 tháng 4? Sao vụ chọn ngày khác? 30 tháng 4 nó có 3 ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, ngày 16 tháng 3 là ngày thành lập Đạo Thiên Tâm năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn. Bữa đó đó, mấy chị về về còn đông hơn, rất là cực kỳ đông, đủ hết. Mà mình không có làm gì, chỉ có dĩa trái cây với mấy cái bông thôi. Đứa nào nhớ bữa đó không? Ở trên Điện Mẫu ha. Rồi nhưng mà mình trễ một tháng cũng không sao nha. Cái thứ hai là cái này mới là cực kỳ quan trọng. Sư phụ biết được nước Việt sắp sửa chết phân nửa người. Phân nửa người trong nước Việt sẽ bị chết, chết đói, chết bệnh và chết chiến tranh, ba thứ tổng một lúc. Thì mình mới lập cái này để khấn riêng cho nước Việt. Bữa hôm mình khấn cho thằng Diêu Khen rồi, thì hôm nay mình khấn nước Việt. Là vì những cái đường mà khi mà chiến tranh, đường kinh tế vận chuyển cho nước Việt á, xăng dầu không có thì là thấy nó náo loạn rồi. Kinh tế mà nhà băng mà của Việt Nam mà khủng hoảng một cái nữa là nó càng náo loạn nữa. Con thấy bây giờ sắp sửa rồi đó. À, rồi chưa tính thằng Trung Cộng á, nó thù mình gần 5-7 nghìn năm. Nó lấy Đài Loan được, nó quýnh thằng Việt Nam, thằng Việt Nam thì yếu xìu à. Giống như bắt cao đồ mình xô cái ngã không cần xô, nó đi còn té lịch bịch. Tại vũ khí đâu có đánh được với ai, nên mình phải khấn. Thêm một chuyện nữa, mỗi năm cũng là ngày 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 của mình có nghĩa là 30 tháng 4 bên Sài Gòn. Ở bên kia mấy đứa nhỏ thì ăn mừng, cởi áo ra, chạy ông ra, rồi giống như an hỷ lắm. Nó không tìm cái chuyện gì đó nó vui vậy đó. Hôm nay mình làm, mình lên mạng, mình lên mấy cái này để cho nó không phải vui đâu con. Đó là ngày kỷ niệm của bên tự do và bên kia thì đúng, nhưng mà không có bên nào là vui hết á. Ở bên này cũng không phải là hận nữa, mà bên kia cũng không phải là vui nữa. Đó là một ngày kỷ niệm thì được bớt có mấy cái vụ mà rầm rì ngoài đường đi, chết tên nơi không lo á. Đó là vậy nữa, để cho từ nay về sau những ngày đó hải ngoại và quốc nội đều có ngày 30 tháng 4, nhưng mà ngày kỷ niệm thôi, chẳng có bên nào hận thù, chẳng có bên nào gọi là ngày ăn mừng hết trơn á. Chứ năm nào chú hộ thấy cũng ăn mừng á. Núi mình là cái mối hàng, núi của mình là tâm linh, trực tiếp thẳng với trên trời là một cái đài truyền tin cực kỳ quan trọng của cái nhân loại thời nay. Hộ nói 10 gì cái chúng 8-9 này, nhất là Việt Nam. Mà tại sao núi mình lại xen vô cái chuyện 30 tháng 4? Ở trên trời giữa Atula với thiên đình nó cũng đấu nhau. Quỷ Satan ở trên gọi là thiên ma ba tầng nó cũng đánh với sư phụ tối ngày. Sư phụ là con cha xuống đây cũng phải đấu đá với cái đám quỷ quỷ tình báo Hoa Nam như quỷ đỏ, đúng không? Búa liềm á, nó cũng búa liềm á, với cái búa có nghĩa là đạp, liềm có nghĩa là cắt cổ người. Thì búa liềm sẽ sang trang mà. Mấy vị nói có mấy bài thơ búa liềm sang trang cho một kỳ với cái đó. Thì đó là tại sao Thiên Long Sơn mình là tu hành, nhưng mà đạo với đời là giống nhau, quỷ với Phật cũng giống nhau, cái hình bát quái á, yin and yang, nó trắng với đen cũng giống nhau. À, đạo tức là chính trị, chính trị tức là đạo. Nếu không á, sức mấy mà Việt Nam chiếm được Sài Gòn nếu mà không lợi dụng đạo trong đó. Rồi bây giờ á, mỗi lần mình nói gì đụng tới phía bên đậu đen đi, mình đậu trắng đi, đụng tới đậu đen á là nó rồi anh tu lo tu, anh lo mấy chuyện tào lao á, anh ở bên hải ngoại cứ lo chuyện hải ngoại, anh lo chuyện bên đây nước Việt là của tôi cũng là tào lao, đúng không? Cái nước Việt á, hiện bây giờ cái thế hệ trẻ bệnh từ 18 tới 45 á, mà không có hiểu gì á, trong vòng 10 năm sau thôi, bia một đồng với ba cà phê với ba cái chất độc của Trung Cộng cái gì nó cũng bơm vô á, là chết ung thư hết luôn. Một người bị bệnh là cả nhà phải bán đất, cả nhà phải lo cái bệnh. Là một cái quốc gia kiệt quệ như vậy, nói mà đi xin qua xứ đài để đẻ giùm con lai tàu thôi,
con lai Đài Loan, con lai Tàu thôi. Mà bữa nay á, người ta còn không cho đẻ giùm nữa. Hỡi nhỏ nào có bầu của nó đuổi về Việt Nam đẻ. Không thể như mấy mình năm trước. Nhục nhã, đẻ giùm thôi mà cũng đẻ không được. Mấy con là phụ nữ, con hiểu đi. Nỗi nhục của quốc gia trong lịch sử nhân loại. Bởi vì lâu lâu có ngồi cái hồ biết nhiều chuyện trời, chuyện đất nhiều quá, tóc nó bạc. Biết mà nói không được, nói cũng chẳng ai hiểu tới. Sau này Việt Nam sẽ để lại một đống rác. Đống rác. Và để lại một cái lịch sử gọi là hèn nhát và ô nhục của người Việt Nam trong 10.000 năm lịch sử của người Việt. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập, sẽ để lại một cái lịch sử rất là cực kỳ ô nhục cho nước Việt. Cho nói vậy, sau này mọi người cũng vẫn thờ Hồ Chí Minh nhé. Để một bên tượng Hồ Chí Minh, để một bên tượng ai ta, để tượng Phật đi ha. Ok, một bên đó thì cà chua, một bên thì bông hoa. Thì có ai muốn cầm cà chua thì cứ cầm cà chua, một bên cầm bông hoa cúng Phật thì cúng. Chứ giờ mấy ông thầy quốc danh mà có gì cộng nó đưa lên, nó nói kéo thu hút cả 5-7 triệu người làm hư một cái dân tộc. Cái vụ bổn phận phải nói để cho họ thức tỉnh, mà cuối cùng họ cũng không thức tỉnh. Họ cứ ngây ngô lắm, ngu ngủ không, ầu ơ với dầu không à. Như là ca sĩ vậy đó, làm mấy cái hình bỏ lên mạng Facebook ẩm bé đồ, giả bộ ông thầy thích chúng thấy mình đó, giả bộ cầm cái khất thực đi gì. Đạo Đại Thừa đâu có khất thực. Cái kiểu nào làm ấy, mà có một cái hồi xưa 5 năm trước, 10 năm trước mấy gì mới nói là con phải dạy cho họ Thiên á, là phải có chánh kiến, phải có cái đầu để suy nghĩ, phải không? Vậy mà sao mà không có ai mà chịu suy nghĩ hết. Bị mấy ông thầy nói xuyên tạc là về núi hay về chú hộ hay là về cha mẹ là họ tin. Đó là trong năm loại khó độ. Đó là loại Phật tử khó độ nhất. Tại vì chiếc thuyền của Phật nói là cái đầu của họ là chứa nước dơ đó rồi. Bây giờ có đổ bao nhiêu nước sạch vô cũng vẫn dơ tiếp. Đó là loại đó. Loại con chiên của bên Công giáo. Hồi xưa mình đã nói trước là tin ta thì được về trời, không tin ta thì cứ xuống địa ngục. Hôm nay mình cũng nói như vậy. Hồi đó mình cũng dặn trước rồi, sau này ta trở lại cứu cũng người giống người chứ không nhìn người ta. Vậy mà họ cũng chữa mình. Hai loại kiến cận. Cận cứ nghĩ là mình có một chút xíu ăn học của thế gian là mình giỏi. Mai ngày qua có đệ tử kiến cận pharmacy đó người ta. Con hồi xưa là một trong lỗi có độ, nhưng mà giờ, như giờ kiến cận mình chừa lại nha, cũng chừa được con đứa đệ tử kiến cận học giỏi. Rồi mã tấu xăm mình thì thôi cái đó khỏi chơi, miễn bàn. Còn cái phần còn lại là đại gia giàu có, chức quyền sân trước sân sau. Đó, cái phần này á là mình không có nói hết nha quý vị. Mình chỉ nói là nó có khoảng 50% là tự gì đang ăn đậm rồi. Đang giống như con chuột mà nằm trong hũ nếp vậy đó, ăn ngon lành quá, không có chịu chạy ra khỏi hũ nếp. Ăn nó nổi mà cái bụng nó mập á, mà nó bò ra không nổi, chỉ cần người ta bóc ra thôi. Có mấy con chuột ăn hũ nếp nó kiểu như vậy à, rồi chết sống trong cái hũ nếp. Nhưng mà phần đó âm thầm cho hộ độ cũng được khoảng 30%. Dầu cho họ là Phạm Nhật Dưỡng hay là Nguyễn Phương Hằng hay là cái ông gì mới bị bắt, hiệp gì ta, tên gì ai biết tên ông nhắc đi hả? Tân Hiệp Pháp ở tên gì hả? Nguyễn Thanh hả? Nguyễn Thanh Thản hả? Ờ trời, Thanh Thản đã không ta. Rồi còn cái bà gì bữa hôm mới vừa bắt hè nhà băng gì SBC, bà gì? Bà gì Lan? Mỹ Lan. Nguyễn Mỹ Lan, đại khái là những nhân vật giàu có đó, tột đỉnh của nước Việt. Rồi thêm Cường Đô La chạy chiếc xe có triệu đô gì đi, đại khái thêm một đống nhà giàu của Việt Nam nè đó.
mà không có hiểu về thiên tấn kiệt này á, là cũng là nghèo sát di cương, cũng sẽ vô tù ăn cơm hộp như thường. Nhưng không có hẳn là vô tù luôn đâu. Mấy người này cũng đang đóng phim cho bờ trên đó, đang đóng phim khổ á. Tại cái quốc gia mà thí dụ như Mỹ á, nó làm gì làm đâu có ngu để bắt mấy thằng CEO, mấy thằng ấy đi bỏ tù đâu. Nó bắt một thằng đi bỏ tù là cái hãng đóng cửa rồi, làm sao ai đóng thuế cho nó. Chỉ có nước Việt Nam mình là ngu nhất, lựa mấy thằng dạo là bắt lát hết. Con thấy nó chuyện lạ không? Phạt nó thì cứ phạt đi, nó đâu khe tiền nó đâu. Không, cứ thích bắt người ta, rồi làm sao mấy người nghèo sống. Nhiều khi một thằng nó giàu á, nó mua một đống chung cư ở đường quận 1, tự nhiên bắt một thằng nó vô hình thành ra một đống chung cư, đóng cửa là phải rồi. Bắt chừng 10 thằng thôi là cái nước tàn rủi rồi. Vậy mà cũng cứ đi bắt hoài. Đấy, mình nói từ cái chuyện hành tinh đỏ dài rồi tới cái hành tinh xanh rồi mới xong rồi mình chở vô mình nói tới mấy ông bầu nữa. Có mặt ở đây hiện giờ ngày mai em chúng ta cộng lực để mà xin giảm cái sự chết chóc tổn thất của cho bà con dòng họ mình ở bển. Chứ bộ không có ai bển thì cũng không có gì lo. Bộ có hiếu bà má đẻ ra cái xác này là xong rồi, ông bà đi về trời nhiều chỉ lo 100 triệu con rồng cháu tiên thôi. Ít nhiều chúng ta đều có thân nhẫn bệnh, mình gán thánh. Thánh nhiều lúc cha đứng dưới gốc râu, cha thấy mấy đứa này thành tâm thiệt, giảm chết chóc. Giống như hở mấy ông Công giáo đứng ngay chỗ mấy cục đá này, mấy cái bàn của Công giáo đứng đây, mấy ông có cặp bài bài vậy. Thấy cho phụ thấy mấy ông đứng đây quá đông luôn, mấy ông xuống tầng cánh ông xếp lại mấy. Không cái là vừa xong buổi tiệc là mấy ông bay cái dù ngay thẳng về Diêu Khoan liền, phun xuống là tiếc liền quá. Thì hôm nay Diêu Khoan nó mới không bị thất thủ. Thì kỳ này mình cũng vậy. Mình nay là gần với trời, gần với Phật, gần với chi gì, gần với tổ. Qua mấy đệ tử quấn quấn mấy cái này. Tổ nói không sao, tổ là vô ái ngại phải không? Mấy con cứ làm gì làm. Tổ là Phật rồi. Tổ mới vừa nói chuyện cái hụn nè, cứ việc quấn thoải mái. Tại tổ là vô ái ngại rồi, sáng thêm không đâu. Cho nên cái gì mình cũng nói chuyện trực tiếp, cũng giống như ông Sơn Thần cái miếu ổng. Lúc đầu sư phụ thì tính quay qua đây, cái hồi nhỉ hồi qua cho ổng nhìn view rồi phải không, đẹp. Cái ngồi hỏi kỹ là ngài muốn nhìn gì. Ồ tôi muốn nhìn qua Phật Di Lạc. Tại ngài là thần, ngài cũng muốn đi về trời chứ bộ. Cho nên bây giờ ngày mai á, mà mình mà bưng cái miếu lên á, là mình phải quay về hướng đúng ngay Phật Di Lạc. Núi của mình á, mỗi một cái hiện tượng gì chút chút thôi cũng phải xin giấy phép, cũng phải hỏi mấy vị đàng hoàng. Không phải con muốn đặt kiểu nào con đặt. Hai ông lẳng đẳng kìa, bữa nay có hai trái bắp không? Đãi ông đi, ông đang ở đẳng hả? Lần cái thiên đình hạ phạm rồi. Ở đây là núi Thiên, cái điển Thiên là một trong những kỳ quan của thế giới trong tương lai. Những cái gì mà ai mà bỏ công bỏ sức làm trên này á, sẽ lưu truyền lại nghìn năm nhân loại. Sống ở trên đời á, mình đừng có sống cho cá nhân nữa,
mình đã sống cho cá nhân lúc mình còn sinh viên thì mình nghèo, mình sống cá nhân, rồi mình vừa có gia đình mới tổ ấm thì dĩ nhiên cho con baby nó mới đẻ con đầu lòng đúng không? Bây giờ chúng ta đã trải qua đầy đủ rồi, cũng có đứa thì cũng còn đang lặn hụp trong tài chánh, có đứa cũng dư giả, thì mình nên mở lòng rộng chút, mình sống cho đồng loại của mình, sống cho quê hương của mình, sống cho bạn bè của mình. Mình càng sống cho cái tập thể lớn thì cái tâm mình lớn. Giống như Phật thì sống cho cả cái vũ trụ thì tâm Phật lớn, còn Bồ Tát thì sống cho cả một cái vũ trụ nhỏ rồi xuống thì cái tâm mình rộng chừng nào cái mình sẽ thành cái quả gì đó chừng đó. Còn bữa nay mình sống cho nước Việt thì sau này mình được con cháu đời đời của người Việt Nam sẽ nhớ tới mình. Mình chết đi á, mình hả không có để lại bất cứ gì hết, ngoài ra những cái gì mà mình hy sinh hôm nay cho nhiều người thì nó sẽ để lại. Còn có những đại gia hiện bây giờ chưa biết mấy gà, họ chỉ sống cho gia đình và sống cho cái business của họ tối ngày, cuối cùng rồi cũng chả ai biết họ là ai, rồi họ có chết đi họ chỉ để lại một cái di chúc cho lược sư thanh thành. Rồi cái đứa con nó quậy cái rồi cũng cái thằng hồn á thấy cũng bị sốc, tại vì mình chết đi không phải là hết nha, cái hồn biết hết á, cái hồn biết á. Nếu mà mình ích kỷ mình sẽ theo dõi cái tài sản của mình, phụ nói cái dạng này là không có bị tội á nghe, có nghĩa là còn bay lãng đảng mà làm ma chơi á thì cứ bay về nhà thì sẽ thấy con của mình nó lấy tiền của mình nó đi mua xe mới cho gậy nó, là mình thấy nóng rồi à, mà nó biết, mà cái thằng hồn của mình sẽ biết cái con nhỏ bồ của thằng con của mình nó sớm muộn á cũng sẽ làm tiền rồi. Đồng thời cùng lúc cái thằng nhỏ bồ của thằng con mình nó đang có cặp bồ với thằng người khác nữa, tại cái hồn biết hết, có phải là bị sốc không? Cho nên không có nên để tiền nhiều cho con cháu, kiểu với chú phụ á, mỗi đứa cái nhà mỗi đứa 1 triệu học xong xong, cho nên giờ phụ làm thoải mái, không có đứa nào cầm len cho phụ, chứ biết nhiều trời đủ, đưa nó nhiều công chồng của nó bỏ nó còn nhiều, nhưng mà mấy đứa con cho phụ nó không có cần tiền cho phụ. Bạn nhỏ lớn nó là CPA, nó tự nó làm năm biết nhiêu tiền. Thằng kia thì giống như kiến cận ngàn qua vậy, phụ mở cái tiệm pharmacy cho nó bán. Mấy con nhỏ lại thì nó cho cái học vấn là sống, không có cần nhà cửa, tự nó biết bơi. Từ hồi xưa mình cũng tự mình đi làm part time, mình đi mà sư phụ đi bán McDonald's nè nghe, sư phụ bán cây xăng nữa nè nghe. Rồi sư phụ những cái ngày đầu mà chưa có là xin vô được McDonald's tiếng Mỹ không biết, cái phụ đi rửa xe dealer nữa cuối tuần á, hãy làm anything mà ra tiền. Rồi xưa dùng này farm nhiều lắm, cái khu Evergreen đó nó là cherry không à, ví dụ rồi cách đây 40 phút là trái cây. Rồi cuối tuần nó nhảy vô trong cái xe van của mấy ông mà chở á, ông thả mình xuống giao dịch vậy đó, mạnh ai ra ngoài hái trái cây. Rồi hái xong có mấy ông Mỹ chủ vườn á là nó đưa đồng, ví dụ mình hái lên một thùng vậy đó, cái cây trong vườn của nó. Thì làm mỗi một cái cuối tuần á là làm cũng được 10-20 đồng. Ăn thôi mình hái lẹ hái chậm nữa nghe, đủ nghề hết, không nghề nào không làm. Chứ không chi con mình giờ nó sướng, thời thế hệ con của mình á là nó đâu có biết mà hồi xưa những người Việt đầu tiên qua đây làm vậy đâu. Thôi giờ tôi kể cho tụi nó nghe biết á. Giờ á ở dưới núi mình á, chỗ chích tàu á, ai mà muốn phát tâm lớn mà để lưu truyền lại á, làm một cái monument bằng xi măng hay là bằng granite, phải không? Rồi khắc tên hết lịch sử thiền nhân tị nạn, rồi tên của những người chết, ai có người chết á, mình làm một website, mình làm cái này là chuyện lớn quá không, để lại cho người Mỹ nó đọc nó quản hồn. Cái tụi Mỹ vô đây á, nó tưởng là sư phụ là người fisherman, người đi câu cá đó, cái đem chiếc tàu của chú đậu chứ, nó cứ hỏi hoài à, ô bò tàu của mày hả, mày câu cá mày đậu đây hả? Cho nên mình phải làm một cái lịch sử, một cái monument để xéo xéo nè,
Rồi cái giữa mình làm dấu thiên tâm, cái mình ở giữa mình trồng bông rồi đẹp lắm, không bông mà đủ loại luôn, bông nhãn thọ, bông gì mình trồng được, mùa ở đất Cali trồng đủ loại bông được. Ngay chỗ mà cái cây nó chùi chùi, chỗ hàng rào đen đi xuống nó dài chừng 50 feet lên cho đó, cái monument này cũng nghĩ cũng cỡ mấy triệu, đổ xi măng vô không, rồi miếng đá này vô kiểu như cái viết chì ở ngoài Washington vậy đó, để tên hết, khắc tên lên hết. Mà nó có loại khác đó, là khi mình nãy vô rồi á, cái máy nó nằm ở trên đó, nó khắc luôn giống như nghĩa địa vậy đó. Nhiều lắm, hệ núi mình nhiều chuyện làm ngay sau lưng này nè, chỗ ba cờ này phải không, cái đường mình đi lên hiện giờ mình thấy cỏ không, chỗ đó làm có mô anh nữa hay là thôi trời ơi, cho mà lên đây đọc nguyên ngày luôn á, tên hết luôn. Sau này á, sư phụ sẽ làm hai bên á, một bên á là tất cả những người chức sắc lớn của Việt Nam Cộng Hòa, một bên tất cả những người chức sắc của bên bên hiện giờ một bên, rồi sư phụ sẽ có một cái cách nào á, giống như để cho mỗi người lên đây, ok, ở bên nào đậu đen nhiều để mà mình coi lòng ta đó, để họ cũng là nhân vật lịch sử đúng không, khi mình làm như vậy nó sẽ khom lên mai. À, Bác Hồ tôi cũng có tên ở đây nghe, cái mình để coi chửi nhiều hay là khen nhiều. Còn bên này á, thì mình để giống như vua Bảo Đại phải không, coi chửi nhiều khen nhiều, tức là tất cả lịch sử luôn, nó vừa là cho mọi người nhớ hết biết hết và đồng thời vừa rating luôn, như thăm dò bầu cử vậy đó. Bác Hồ bữa nay nhiều người, 100 người lên thăm núi bị 100 người chửi ta. Mình nói thí dụ cái mình không có giấu, mình càng đưa lên nữa, những cái nào người nào mà giữ chừng nào mình đưa lên, giống nhất là Bác Trọng hay là mình đưa Bác Trọng lên nữa, để hình Bác Trọng đó không khắc đồ vô để coi khen nhiều hay là chơi nhiều, thì sau này con cháu của bên kia cũng qua đây cũng có Bác Hồ Bác Trọng rồi đó, nhưng mà qua đây là phải rated, tức nghĩa là mình làm mỗi bên chậu nhang nha, bên nào mà bị nhang cắm ngược lại là bên đó bị chửi, bên nào mà nhang mà cháy là bên đó được khen, đúng rồi đó. Cái chiêu này được á, tức là cũng nhang, tụi mày muốn đốt hay là tụi mày muốn cắm luôn, cứ lại đi không. Bây giờ mình giấu làm gì, mình giấu nó càng thương nữa, mình chơi luôn bạch tuộc luôn mà. Cái hai bó nhang cứ nghe là bên cắm ngược là biết bị chửi nhiều rồi, mà ngày nào cái mấy ông mà maintenance của núi sau này, trời ơi, sao bên này sao toàn là cắm ngược không vậy, sao bên này còn lại cái chân nhang phải không, cái đó là vui á. Tự nhiên đang ngồi cũng nghĩ anh mấy cái ý kiến vu vơ nữa, đâu biết vu vơ mà sau này á, lên mạng này thành thiệt thì sao, đó là ý nguyện của chú phụ mà. Chủ yếu chúng ta ngày mai là xin giảm tội nghiệp cho nước Việt, xin giảm sự chết chóc, tan thương, đói kém, thiếu thuốc men á. Hello đệ tử Ngọc Anh, còn ăn gì chưa? Dạ con. Đệ tử Evan mình đâu vậy? Đang ăn hả? Dạ. Khi mà có chuyện gì xảy ra, hiện giờ chưa xảy ra, mình thấy đã bèo rồi, con hiểu không? Là ở nhà ngày nào cũng là vét tường lon nấu cơm rồi đó. Cộng lại chung cộng mấy em gài nó vét sạch gạo đem về bên bển để nó thủ và nước nó nữa, mà con cứ tưởng tượng mà có một chuyện gì xảy ra có chết không, đừng nói là sư phụ không có quên mình trước á. Cái ngày hôm qua nó, ngày mai nó rất là nhiều cái ý nghĩa, mình có thể cứu vài chục triệu người Việt của mình, cái lực cộng lại
mai sẽ đầy đủ hết tất cả chư vị quy tụ về núi này. Những vị thầy lớn lỗi lạc nhất cũng không có ai mà dám làm mấy cái này. Cái này gọi là tế trời cũng biết. Từ xưa tới nay trong lịch sử nhân loại, không tin đi hết mấy chùa hỏi, chỉ mình sư phụ mới làm ba lần, lần này lần thứ ba. Lần thứ nhất là không có bông nguyên tử, sư phụ nói rồi bảo đảm có bông tử. Lần thứ hai là cho thằng Ukraine. Lần thứ ba là hiện giờ là cho nước Việt, cho chiến tranh qua Mao, và đồng thời cho nước Việt bớt cái tan tộc và sớm thay đổi thể chế để sáu chiệp chim hiền về, phải không? Chắc cánh bay về, chắc chắn sẽ về. Sáu triệu mà mình ngồi đây chỉ là một cái ổ nhỏ thôi, ngoài kia là quả trời luôn á. Chim mén bay về mùa xuân. Đời tử này có nón đã ta, màu xanh là màu vàng. Cái nước Việt có cực kỳ đại phúc của chúng ta ngồi đây. Có sư phụ Hạ Phạm ngồi đây mang sát người, mang tiếng Việt. Nãy đầu clip có nhiều đứa, nhiều đại tử chưa nghe đấy. Hiện giờ song song những ngoài thành tinh kia cũng có chiếc thân như phụ ngoài đó. Ở đây là chỉ là 1-2% chiếc thân ngồi đây thôi. Giống như một giọt máu của thiên nhãn ngồi đây thôi là nó thành cả cái hình hài này rồi. Thì hồi nãy có nói cái thành tinh đỏ mà cái người khoảng như 30-40 feet phải không? Nó khoảng có 50-60 tỷ người ở bên đó. Mà sư phụ không có lập đạo được bên đó, tại người bên đó nó dữ lắm, thì sư phụ không có là truyền cái đạo qua được. Những cái hành tinh này nó có khổ nhưng mà bỏ được cái đạo ở đây, thì sư phụ đang mang thân người ở bển, mà thân người ở bển nó giống như người thằng lặn vậy đó. Sư phụ cũng phải mang người thằng lặn, còn cái mặt này là thấy đã rồi phải không? Tại vì cái thời tiết của đó đó, con phải mang người thằng lặn nó mới không có bị nám, không có bị xỉn. Rồi cái tướng người phải bự, là tự nhiên cái thành tựu nó quá bự. Mà người lúc đó, người bên đó nó hung dữ lắm, đụng chút là họ phanh, họ đánh, đánh lộn vậy đó. Thì cho nên cái da phải dày như da cá sấu vậy đó. Nó không có bị đi nhà thương nhiều. Họ cũng sinh hoạt như mình vậy đó. Hiện giờ là đang có một cái nơi đó, họ cũng đang sinh hoạt ở đó. Không phải một mình mà ngồi đây đâu. Bởi vì khi con hiểu được nhiều thứ trong mắt sư phụ á, cái này nó rất là vô thường. 100 năm của chúng ta, và đồng thời á, chúng ta ngồi đây như người đây á, rất là có phước. Đâu cả chục nghìn năm sư phụ mới quay về trái đất một lần, chưa chắc quay nữa. Về trời chưa chắc gặp nghe. Đứa nào mà chịu giữ giới 12 thì còn quả mai còn gặp. Còn mà không chịu mà giữ giới 12 là thôi thì khó gặp lắm á. Một cái thành tinh không có lập đạo được, nó cũng giống như một quốc gia của trái đất mình hiện giờ là có những quốc gia mình không thể lập đạo được. Bây giờ mình đem cái đạo thiên tâm, mình đừng nói đi xa qua mễ thôi, con nghĩ lập được không? Đâu mà hiểu đâu. Dầu sư phụ nói tiếng mễ luôn á, đừng nói làm chi qua bên Africa còn khó. Ngày xưa sư phụ ở bên Ấn Độ, lập đạo bên Ấn Độ, đi qua Do Thái, đi đủ nước rồi. Hôm nay trở về nước Việt, tại vì Phật đó, về Nam. Trong kinh Đức Thầy có nói thì sư phụ cũng phải mang thân hình người Việt Nam. Nhưng mà có một cái điều á, tất cả con không có nghiên cứu kỹ.
Tại sao dù không có mà sanh ra ở Hà Nội hay là ở ngoài Bắc gì đi, tại sao sanh miền Nam, nói tiếng Nam? Sao đức thầy của mình không sanh ra ở ngoài Bắc mà Trung đi? Tại sao cái đền Hòa Hảo lại nằm miền Nam, đúng không? Con nghĩ An Giang là miền Nam xong rồi, nó vậy cái gì cũng Nam hết trơn à. Thì tại sao không tại sao dân Nam lại khổ, phải đi lao động khắp thế giới? Tại nghèo mới biết Phật. Còn cái núi Cấm An Giang là vì họ phạm thượng quá, họ lên đó họ làm đủ hết ô uế, cho nên mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát, mấy chư Thánh Thần ở đó mới bỏ đi. Bỏ đi thì dân nó nghèo. Mấy gì nói mà dân An Giang khó dạo lắm, miền Tây. Cho nên là lao động hay là đi sanh dùm ở bên Đài Loan cũng bị phủ phàng, cũng bị đuổi về, là con miền Nam hết rồi. Rồi cái bữa có cái clip của một người nào ở đâu á, nói dân ngoài Bắc mà lấy dân Nam á, mấy cô gái Nam á, mười hàng bị bỏ hết mười. Bỏ cũng đúng, gái Nam bé trung tình nhất, mà tự vì cái tánh thì hề nhưng khó hợp, dùng miền á nó cũng quan trọng nữa. Nhưng mà đâu phải là cái clip đó bỏ lên là quơ đũa cả nắm, nó sai. Còn miền Nam nghèo thì phải đi lao động, miền Bắc thì có sân trước sân sau, có thế lực, có tiền hơn thì có lao động, cũng lao động qua bên Âu Châu hay là Đông Âu đồ này nọ. Chung là nước Việt đều là con rồng cháu tiên, cũng là người Việt. Nhưng mà ở cái thời đại cái này nè, nó cực kỳ chia rẽ. Người nào có thế lực nhiều, người đó có miệng rộng nhiều, là họ nghĩ họ đúng, nhưng mà hoàn toàn là sai. Chức trưởng rồi cứ nghĩ là sau này đến đường cùng á, tức nghĩa là coi như làm sai á thì chia lại vị tiến 17 hiện giờ có nhiều đại đòi làm vậy. Thôi đây trả lại miền Nam vị tiến 17 lợi, rồi Bắc đó thì theo Trung Cộng, Nam theo Mỹ, cái đó lại càng sai. Thời đại này mà còn đánh nhau nữa làm sao gọi là thời vàng kim, đúng không? Có nhiều đó cũng không có hiểu. Mà muốn mà thuận hòa Bắc Trung Nam á thì chỉ có trên đang sắp xếp. Thì sấm cơ là cũng giống như là cuốn từ điển rồi, thì tới đâu rồi lật từ điển ra đi, dịch cái là đúng hay chóc. Tự họ không thì muốn lật từ điển, họ lật từ điển cái họ không có tin, họ không có đủ phước để tin. Thì năm loại mà trong đó sân trước sân sau nãy giờ mình nói đều là không có phước, đều là nghèo. Giàu tiền nhưng mà giàu tạm thời thôi, giàu cũng chưa chắc giàu. Ngày nào sáng sớm thức dậy á, cũng không biết ngày mai á, bắt chồng có gõ cửa nhà tôi không nữa. Cho nên họ sống trong tiền như sống trong đống lửa, ngồi đống lửa. Còn chúng ta á, ngồi bóng cây mát khỏe re, đúng không? Bây giờ hiện giờ mỗi đứa đâu có bây giờ nghĩ cái tiệm của con đang hiện giờ có nhiều khách vô rồi, đúng không? Quên mấy ngày quên hết, đúng không? Kệ nó, có khách không có khách thì kệ nó, để cho nhỏ làm. Lên đây là mình là có ông trời là vậy, đâu có nhầm nhò gì đâu. Nhưng mà cái đường về trời mới quan trọng á. Có nhiều đứa đó cứ tìm cả từng qua đây ngồi chơi cho phụ còn vui nữa. Đi về trời quan trọng. Tại con thuộc dạng hộ pháp mà. Con là sa xí điểu, là loài chim cao quý ở trên trời, dưới phụng hoàng chút. Tại bữa cho phụ bị vũ. Không. Ở đây mình trực tiếp lắm con, mình đang nói chứ cái gì á, mấy vị xác mình hết. Thế điểu hồi xưa ăn thịt rộng, bữa nay ăn chay.
trong kinh Phật có nói á, kinh như kinh Hoa Nghiêm hả gì á, nó nói về là chim sẻ với điểu. Điểm này ở dưới địa ngục mở cổng ra, cha mở cổng cho địa ngục lên, quỷ dương cũng đang sống chung với chúng ta nha. Cho nên các con mà ngồi đây thấy toàn là thấy nhìn mặt thấy thầy hiền không, đúng không? Hiền nhưng mà xén, đúng không? Mặt xén. Còn con đi xuống dưới núi toàn là thấy mặt nó tái tái mà giống như rust, làm gì cũng giống như hơn thua từ chút vậy. Đậu có bạc kinh thôi cũng thấy căng nữa. Nhìn con lái xe đi, vô mà kinh cho con vô khu biệt mi thao đi, trời ơi mặt nào mặt nấy căng như là cái trống. Phật có nói thời đại mạt pháp khôn thành ra ngu, ngu thành ra khôn. Đứa nào ngu ngu quá tin sư phụ là thiên tử, đứa thành khôn. Đứa mà khôn quá đó, nó ngồi nói thiên tử gì đó, ông nội này đâu có mặc áo lông bào đâu thiên tử. Người ta hồi xưa mấy vị năm 1929 chú trước ra đời có cái bài tắm nói hoàng bào áo giả che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng. Cậu nói chuyện nói năng lạ lùng nhưng mà miễn sao có kết quả được rồi. Gần đây buồn buồn ca mấy bài quê hương rồi dân tộc đồ, cái số mấy thầy cực đoan nói anh tu hành mà anh ca, anh là giáo chủ ca. Hey, tôi chỉ là tuân lệnh cha, tôi đem cái đạo xuống thế gian tôi truyền tin, tôi trên trời cũng là bạn của mấy chư thiên này, tôi bay đi chơi vòng vòng mấy tôi bắt bướm như tắm ao sen tối ngày. Trên trời chúng ta anh em đúng không, chúng đây sư phụ có sứ mệnh để mà nói ra cái đạo thôi, là người truyền tin. Còn mình ca mình đâu có mặc áo vàng đâu mà ca, còn hiện giờ mấy ông mới phạm giới đó mặc áo vàng, sư phụ đâu phải là người tu đâu, sư phụ làm gì cũng phải hỏi bề trên có được hay không. Nhưng mà cái mục đích, cái kết quả đó là muốn loan truyền cái âm thanh, cái điển thanh của sư phụ có loan rộng ra để cho người ta thức tỉnh thôi à. Cái quan trọng họ đang ngủ khò 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 vậy đó, nghe ca cũng thức vậy. Còn cái người nào mà khó ngủ á, nghe bị ma quỷ nó theo nó phá đó, nghe cái giọng ca cũng ngủ ngon vậy. Có nghĩa là ma quỷ nó nghe cái giọng ông này chịu không có nổi. Nói chung là cái người xấu á, nghe cái tiếng tiếng ca hay tiếng đang nói kiểu này hay tiếng đọc kinh á, nó đều chịu không có nổi. Khi nó chịu không nổi thì nghe ca nó cũng chịu không nổi. Có nghĩa là cái người mà ghét rồi á, kiểu nào họ cũng ghét. Con có công nhận không? À, nhưng mà ngoài kia cũng có những đứa con của ông trời cũng còn chập chững. Thì tụi mày nghe cái này ăn lần mấy tiếng tụi mày nghe không có nổi mà nghe cũng chả hiểu mình nói gì nữa, thì thôi mày nghe cha đi cũng tạm được, miễn sao mà truyền cái âm thanh nó rồi từ từ á nó mới ngộ ra. Như một cái kiểu mà đánh thức người á, bây giờ con đánh trống đung 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 nó cũng chẳng nghe rồi, con phải thổi kèn nó cũng chẳng nghe nữa. Rồi giờ con dặn con phải đập chén ngay cái đầu cho nó nghe luôn. Cái chén bể. Giờ chót thời tận thế chúng ta phải thức tỉnh. Sư phụ nói đến ca con mới nhớ. Bây giờ vừa nhớ xong nè, coi cái clip mà sư phụ hát cái bài Kiến Kim thứ nhất á. Trời ơi, 43.000 người nha. 67 43.000 người vào xem á. Có một tháng rồi đó. Sau một tháng 299 người vào xem cái băng đó 40 người. Đến khi tôi coi cái băng đó tôi thấy ủa làm sao view nhiều vậy đó, không tin à. Tôi nói không có thể nào mà tin cái number vậy được. Tôi mới đọc 100.000 bản đức điều kinh cai đúng ngưỡng tín ngưỡng cực tỷ. Tôi mới đọc cái cổ chương hồi xưa tôi đi học á, thì ông tôi nói không, 100.000 bản thôi là đủ rồi. Khi đó thì muốn gì mà những 43.000 người vô xem ta, dễ sợ vậy.
đó hát hay vậy, 43.000 người. Hôm bữa giờ hát khoảng gần 4 ngày, cộng lại cũng được gần 7 tiếng, khoảng mấy trăm bài đủ loại nhạc hết. Để cho mấy thằng chỉnh xỉnh mà quê á, nó ngồi nó nghe cũng được, nó nghe dở riết nó thích dở, chứ là nghe Đàm Vĩnh Hưng riết cũng chán, đúng không? Nghe Lợi Quyên riết cũng chán, đúng không? Thì nghe thằng Khỉ này hát lẻ đi, cái lẻ vậy mà nghe cái lẻ riết nó ghiền rồi sao? Ghiền rồi từ từ á nó mới ngộ, con hiểu không? Thì tôi đâu có tin cái đâu. Mình vừa phương tiện thôi mà. Thích mà cho tôi nói bà hát hay quá, tôi nói không dám đâu, sư phụ hát với tôi hát gì đâu. Ủa không có ca hay, chạy theo thì... thuộc cố tình ca dở dở chè chè vậy đó, để cho mày thích nghe cái dở. Bây giờ con thích nghe đứa con nít mà nó chè chè, nó nói chuyện, hay là đứa con nít mà nó lanh như là nít đường phố, kiểu nào? Thì ca cũng vậy. Ca hay cắt cát luôn. Hả? Sư phụ ca hay cắt cát, cắt cát, càng nghe càng nghe càng thích. Có thằng, thằng em thằng Quang Lê á, cháu ơi em ca cũng chết luôn á, mà có 1.000 người là em đã mừng rồi, còn anh ca dở ẹt luôn vậy, còn mấy chục nghìn người vô liền vậy. Hôm sư phụ vừa bỏ lên cái sư phụ vừa mới nói 7 tiếng á, đúng 5 phút sư phụ bỏ ra lại private liền, vậy mà cũng được 1.500 người vô, thì bây giờ muốn lên vô đâu được, tại phụ cố ý bỏ gì cho mấy đứa dừng em á, nó lấy xuống rồi nó dùng cái đó nó làm phim tài liệu. Thật sự họ không có hiểu là ai cả, đại phụ đâu có để cái mặt trong đó, quay tivi thôi. Rồi nó mới dùng cảnh rồi nè, nó ghép vô phải không? Mình muốn ghép bản nào thì ghép đi, nhưng đâu biết tiếng ca, đâu biết mặt. Thì từ đó cái điển thanh nó cũng vô vậy. Trời ơi, mình bánh mông đủ. Cho nên là hôm đứa nào mà vừa vô mà download được á, thì cứ như vậy. Nó 7 tiếng là đủ bản, bản gì cũng có. Hồi sáng con có nghe mà. Nhưng mà con có download không? Không. Con không download là con mất cơ hội rồi. Chứ bộ chỉ đúng 5 phút sư phụ lấy xuống. Nhưng mà như vậy không kịp để download sư phụ. Nó dài lắm sư phụ. Nó dài lắm, đâu lắm. Ok, okay giờ 1, 2, 3 sư phụ hẹn ngày download nghe. Sư phụ mở lên đúng 5 phút sư phụ lấy xuống liền. Tại sư phụ không muốn nằm trong cái kênh sư phụ. Rồi lúc đó ở ngoài đó, ai muốn làm phim tài liệu hay là mấy cái gì á thì cứ... Sư phụ có thể share cái link đó cho những cái người nào được, có thể share cái link đó, private link đó. Sao share private được? Thì copy cái link đó share. Cái bài đó là tôi xong ca với sư phụ á, mà cứ thấy lô vào tôi, bác hát hay quá đó. Hay đâu mà hay, sư phụ chê bữa đầu tiên rồi. Hát thì mình đọc như đọc sách ấy. Nên vậy mà xong này, thế này, đến khi mở đây cái số người vô quá trời, 43.000 người. Mà nổi tiếng quá, cũng được lây chút. Ông mà muốn bỏ liền á, ông muốn bỏ liền á, ông lấy cái cây ông mau vô xi măng để chịu bốn mình. Còn ai nói gì ai đi phụ gì là sẵn có người bỏ liền, lấy bốn cái cây bốn mặt chịu xung quanh bỏ lên luôn. Xong ấy, mai ông không có lên á, ngồi trong trách nhiệm lên luôn á hả? Trong kinh á thì nói là thấy trong kinh Thiên Tâm thấy cái đề cái sáu người à, mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến điện
với ba người nữa, rồi thấy có sáu người thì còn sáu người nữa đâu. Rồi cái thứ hai nữa trong kinh phía sau lại nói là tất cả đều thuộc người cho ai lấy được một hai trái bắp hai tay chờ nào nấu ăn rụng răng sao bắp nguội đang luộc hoàng thì sau nói phía sau là nói có chấp thuận là hoàng đế hoàng đế gì nói quên hoàng đế thái vi gì thì hoàng cò nghĩa là sao ra luôn nói câu cuối cùng quan trọng là mẹ sẽ mang hồng ăn cuối cùng mà đi về cha luôn thì hùng mới dùng cái đó đây. Hùng mới nói là kiếp này kiếp cuối cái đất này á không còn búa liềm nữa thì là đâu còn sửa bất cống đó, phụ về trời luôn là có cái đó. Còn 6 người hay 12 người này nó đã có 1000+ năm từ bên Tàu. Bên Tàu hôm nay dịch tiếng Việt thay đổi biết bao nhiêu. Trên thế gian này cả cha là một ông trời, trong đóng ông trời có cả ngàn ông trời đó. mỗi một ông nhỏ của một cái tầng thấp thôi đã là nhiều ông trời rồi. Thật Thích Ca mình ngày xưa cũng là một ông vua trời mà ở tầng thứ tư, có cái tên là Diệu Nhãn. Có ai trong kinh có nói đâu, sư phụ biết 100% là thiệt, đâu phải là kinh là do người viết. Hồi thời Phật Thích Ca tới sau này pháp tạng ở bên Ấn Độ họ không có lòng tin nữa, họ tiêu diệt đạo Phật. Rồi qua gặp mấy ông đại thừa thay đổi một đống, rồi cứ nói để mà tôn vinh đưa cái đạo Phật lên á thì lại dìm bên thiên xuống cha xuống. Cha là cha mẹ của Phật mà trong có kinh nào nói cái đó không, đúng không? Nhưng mà nếu mà con người mà nếu mà có chánh kiến ngồi phải tính, cha là tà là khí dương, mẹ là khí âm trong cơ thể mình. Tất cả những người mang thân người của quả hành tinh này, có phải là Phật mấy nghìn năm trước cũng mang thân người tu thành Phật thì cũng là con của cha thôi. Vậy mà mấy ông thầy lại không nói, mà nhưng mà ngộ có một cái là mấy Phật tử không biết mà phân tích. Sư phụ hôm nay phân tích rồi, sư phụ giải thích luôn. Vậy mà có một số cũng giống như là đã học cái đó rồi chỉ chấp theo cái đó, cũng giống như giờ nói Hồ Chí Minh đang ở địa ngục chẳng ai tin. Ok rồi, vậy đúng nữa rồi, gắn lên đi. Ok rồi, rồi lót lại luôn đi, quăng luôn đi. Quá luôn rồi, đúng hướng rồi đó. Mai á mình ăn tăng gia ổng luôn đi. Cũng giống như phía miền Tây, tên ông sư Giải Bán Phai là Đức Quỳnh Vô Sổ. Tên Đức Phật Chụp nữ Quỳnh Vô Sổ. Tên Đức Bổn Sư tức là Nằng Ngũ Đại Truyền Thừa đó. Rồi tên Đức Phật Thầy Rang là Đức Quỳnh Vô Sổ. Nhưng mà mỗi một vị thời đó làm một đạo. Có đạo Bủ Sơn Kỳ Hương đúng không? Khác hơn đạo Hòa Hảo đúng không? Nhưng mà cũng là một mình sư phụ lập. Ông Trang Trình ở ngoài Bắc đúng không? Cũng là sư phụ đúng không? Là Đức Quỳnh Vô Sổ luôn. Hôm nay Đức Quỳnh Vô Sổ dân lệnh cha mẹ dạy cho phụ đạo thiên tâm, phụ nói y chang luôn, nói thiệt luôn. Vậy mà có nhiều người Hòa Hảo chấp á, thầy tôi dạy là chỉ có đạo này thôi, một mình một đạo suốt đời. Nếu vậy sao đạo Bủ Sơn Kỳ Hương lại cái đạo mỗi một ngày nó phải tăng trưởng lên, nó phải lớn lên, miễn sao nó đi theo cái hệ thống gọi là chánh đạo, có thượng đế, có Phật, có hội đồng chư Phật ập thu,
có Thiên Long Bát Bộ, có ấn chứng. Rồi bên cao đài cũng vậy, những vị ông nhỏ ông Tắc hay là ông gì chiêu gì đó chiêu trước cũng toàn là những vị quan tướng của cha thôi, triều đình thôi, nhưng mà nó không có nằm trong chánh thống con của ông trời. Chúa Giêsu là con ông trời, những cái người mà lập đạo thế gian này mà đạo lớn đều là phải con cha, nó mới đi đúng trong cái hệ thống của trái đất mình như hệ thống trên trời nha. Thì từ đó những vị tiên trưởng trên trời mới bắt đầu mới cho đệ tử của các ngài đó gia hộ cái đạo. Đạo thiên tâm của mình là 100% là chánh thống, và Phật Di Lặc sẽ dùng cái đạo thiên tâm phải phát triển cái đạo lên nữa, rồi Hòa Hảo, rồi Cao Đài, tất cả cái đạo Công giáo nữa, nó cũng là một cái gốc cây thôi à. Một cái cây nó cũng là một cái thân cây thôi à. Thân cây là Thượng Đế mà. Thì thiên tâm là giống như Hữu nói rồi, giống như là một chiếc thuyền khổng lồ đậu ngoài biển vậy đó, rồi mấy chiếc vỏ giọt tâm bản thuyền nhỏ vậy cứ đưa ra đi, là những cái đạo nhỏ đó thì cuối cùng cũng đi vượt biên thôi. Nếu mà như vậy á, bộ là tắt nghe đường khổ, thì nếu mà như vậy nghĩa là sao đó, thành lập gia đạo á. Thì nó gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Bây giờ sau này Minh Vương ở trong Thắng Cơ, ai cũng biết Minh Vương phải không? Minh Vương của Đức Thầy á, Thắng Cơ có nói phải không? Họ Long Hoa cũng biết rồi phải đúng không? Nếu mà bề trên mà không có cho những cái foundation này á, cũng như cái miếu đó, mà mấy ngày nay mấy lâm rồi mà không làm cái cột á, thì hôm nay đâu đặt miếu được. Thì mình mới có một cái nền tảng về cái chiều hướng đó. Họ biết mơ mơ hồ hồ, thật thật dễ dã sẽ có Minh Vương xuất hiện, sẽ có vua sau này mới sẽ xuất hiện. Nước Việt không có bí thư hay tổng thống nữa nha. Thì từ đó những người đó mới tin lẹ hơn. Con cũng biết cái lòng tin của con người á, quý ở trên bề trên phải sắp đặt hàng trăm năm để mà lập ra một cái nền tin. Cũng giống giờ con biết chiên bánh xèo bánh Phật á, cái đó là truyền thống dân tộc mình cả trăm năm, ông bà mình mới sáng kế ra được cái món đó đúng không? Thì cái đạo cũng vậy, chứ một đùng một lúc á, con kêu cả cái miền Nam mà hôm nay tin thiên tâm đâu phải dễ. Hiểu không? À đúng rồi ha. À, hồi xưa tôi mặc áo dài kiểu này, hôm nay áo dài này theo kiểu Mỹ, tay rộng hơn chút thì cổ gì đại khái, nhưng mà cũng là một cái đó. Thì cho nên mới có Hòa Hảo, mới có Bửu Sơn, mới có Cao Đài, vân vân và vân vân. Thì hôm nay thiên tâm ra đời. Rồi bên Công giáo thì họ ngày nào á, họ cũng ra nhiều đạo gần đây lắm. Đạo Jehovah là đạo nói là Chúa Giêsu tái lâm á, giáng trần của họ là bên Cao Đài. Bên Jehovah Witness của Mỹ. Rồi bên Công giáo hay là bên Tin Lành, họ cũng đều đang mong là Chúa Giêsu của họ sức tái lâm trở lại để cứu họ. Thì có thể đó là cái này, Chúa Giêsu tái lâm lập đạo trở lại để cứu họ, chứ không lẽ Chúa trên trời Chúa cứ rước từ cái trong hồn lên à, không biết tu không có gì hết sao rước. Thì cho nên nó mới là gọi là tất cả những con sông, những cái con suối, những cái lạch nhỏ, những cái ao hồ đạo trên thế giới cuối cùng ra biển cả. Thiên tâm chúng ta là biển cả, về với cha mẹ hết, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, là về với Phật mẫu hết. Mẹ lập ra sanh ra chúng ta mà, từ Công giáo, Cao Đài, Hồi giáo gì đó, mỗi một cái đạo của họ cũng đều mong ngày hôm nay, ngày tận thế, để mà một cái vị thần của họ trở lại. Bên Phi Châu cũng vậy nha, những cái đạo nhỏ là mình coi như là cái lạch đi, rồi cái ao đi, đạo lớn một chút là cái sông lớn đi. Nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng nói về một chuyện duy nhất, hôm nay là thần của họ trở lại để cứu họ.
ở bên Maya, ở trong những cái sử sách của những cái người tiền cổ cũng có nói thời hôm nay, đó là chúng ta đây nè, ngồi đây nè, như là về một nguồn hết, một nguồn hết thì nó mới thống nhất được cái đạo trong vòng mấy nghìn năm. Bởi vì Hùng có nhiều lúc ngồi á, nói trời ơi, tôi mang thân người, tôi ở trên kia tầng 36 hàng tỷ 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 ánh sáng, rồi có một cái gia đình rất là vui sùng sướng chảnh, cái chui xuống cái quả địa cầu này, chui xuống ông cống đen thui như mực để mà nói lên những lời thật tuyệt thật, rồi chui vô một cái nước Việt Nam gọi là cùng cực khổ, người ác thì nhiều. Lý Thông ra đường gặp Lý Thông nhiều, Thạch Sanh thì rất là ít, rồi còn bị ăn hiếp nữa. Người Việt có phước mà lại không biết hưởng, không biết trân trọng. Bây giờ mấy con nghĩ nghe Edwin của mình đâu à, người Mỹ, ổng mang dấu thiên tâm, ổng ra đường. Rồi sau này có 1 triệu Edwin nữa, người Mỹ mang dấu thiên tâm. Hỏi ai là người sáng lập này? Ồ, sư phụ tôi là người Việt Nam. Có phải là mình mang cái tiếng tốt cho người Việt Nam không? Có phải là sau này á, biết đâu ông Trump ổng đeo dấu thiên tâm nữa, Elon Musk nó đeo dấu thiên tâm nữa, hiểu không? Thì có phải là nước Việt Nam mình dễ là không? Thánh diện là phải giúp nữa chứ bộ. Support nữa. Cái hồ đó bụng ăn cơm trưa, ăn chả bắp, cái nào có gì cho ăn đó. Còn thấy lúc mà sư phụ vừa chào đời thấy nhiều chuyện lạ đúng không? Nhỏ có kể rồi đó, thấy rồng, thấy mây, thấy đủ thứ, thần thông nó có. Thằng này mới gì mới đóng lại. Mà từ nhỏ dưới quê có đứa nào mà giữ được cái hàm răng mà nguyên si không? Răng của sư phụ răng thiệt không á con? Có lần sư phụ ngồi suy nghĩ về trời á, nhai cái nĩa mẻ luôn á, quẹo luôn á, nĩa mình á, nĩa dày á, nó quẹo đó. Mà răng không bể. Sau này sư phụ mới nghĩ là, ủa chắc mấy vị làm cho răng không bể. Mình đang nói cái chuyện mà một đứa con nít ở Việt Nam lớn lên dưới quê như kiểu sư phụ mà nghèo khổ, làm gì biết giữ cái răng. Còn bây giờ con mình á, nó phải niềng răng, nó phải nha sĩ đủ điều á, tốt không biết, nhưng mà cả chừng cả chục năm nó mới có hàng răng điều đúng không? Mà mấy con nghĩ mà ở trên mà không gia hộ cái hàm răng sư phụ á, là bây giờ sư phụ có hàm răng súng mà ngồi nói chuyện mấy con á cũng mất cảm tình nữa, nói chuyện nó văng nó li ti ra tùm tùm hết trơn rồi, không nhận không? Như mưa rơi. Mà con thấy cái bây giờ mình mới ngồi mình nghĩ là ở trên design mình không, như lúc sư phụ ngồi nghĩ design mình kiểu dày rồi thấy dày, rồi cho sư phụ mặc đồ được vậy, tại vì sáng thì phải đi làm, chiều lên núi bên đó thì đời mấy kỹ sư không, mà không mặc kiểu này sao nói chuyện với nó. Còn đạo á trên này chứ con mà mặc áo chàng á mà còn nói chuyện á, nó walk away liền á. Ok, nói chuyện chút đi, ăn cái này cho vui. Nó cái hàm răng á là cũng ở trên cho mình cái phước á, con hiểu không? Không, nói thật, tất cả gì chút chút trong cơ thể mình á, mình thành tâm, mình là người có phước là điều nó đi hết. Tướng mạo sức khỏe là quan trọng nha, không có bệnh tật. Rồi tài chánh á thì lại là khác, tài chánh là do tùy theo chuyện, giống như cửa sư phụ em. Bờ trên á chỉ cho vừa đủ để mà xài, nhưng mà sư phụ á chỉ làm theo cái lòng, có nhiều sư phụ làm nhiều, phát triển bao nhiêu để lại đời, chứ mình không có xin xỏ,
Và đồng thời mình cũng không có làm cái gì gọi là xài phí tiền của cha được rồi. Chứ nó không có giàu như kiểu cái thằng Jeff Bezos, cái thằng Amazon á, hay thằng Facebook này nó làm giàu lẹ quá. Nhưng mà nó chỉ là con số trong cuộc đời của mấy thằng này, chỉ là một con số. Và sống cô đơn, và sống lúc nào cũng cái mặt căng như là cái trống. Tự nhiên tiền nhiều quá, stock nó lên suốt. Giống thằng Elon Musk mới vừa rồi nó bị rớt cái phi thuyền á, nó mất 40 mấy tỷ. Trời, nhiều người thì tính theo con số thì còn tiếc, nhưng mà đối với nó chỉ là con số nhảy lên nhảy xuống nhầm nhọ vậy. Mấy thằng này nó đâu có ăn hết đâu. Rồi cuối cùng cái quan trọng á là mấy thằng này nó về trời nó có làm được cái gì, cái chức của nó trở lớn hay nhỏ trên đó. Tại vì mấy thằng này là nó có phước, nó là chư thiên không có nghe, nó xuống trần nó mới được vậy. Nhưng riêng Elon Musk nó không phải là chư thiên, nó là người alien, nó chỉ mang cái thân người giống như người mình thôi, chứ cái não của nó là người UFO á. Hồi xưa sư phụ coi khúc này, sư phụ nói gì nói là nó không phải là người như có nhiều đứa ở Đông Thắng Thần Châu, hay là ở Cõi Thiên, Tứ Đại Thiên Dương, hay là tầng trời thứ 5, thứ 6, thứ 7. Nhưng mà kiến thằng này á, nó là một cái hành tinh xa xôi, super technology. Rồi nó phải mang cái thân người mình để nó tiếp xúc với người mình. Chứ giờ con mà bắt tay á, cái thằng người nhìn nhện á, sorry, hay là người giống như sư phụ là thuộc dạng người nó đó, là người con Lisa, là con giống như thằng lằn vậy đó. Cái tai của con thằng lằn nó nhán với nó có móng vuốt, bắt tay còn có ớn không? Ví dụ bắt tay tổng thống rồi mấy ổng ớn, rồi làm sao mà ngồi họp hành được? Thì nó cũng phải có cái tai giống mình đúng không? À, kiểu vậy thôi ha. Chứ mà nếu mà một cái nguyên thần của sư phụ mà ở ngoài thành tinh, phụ đang là người người con laser mà, người con cá sấu, giống cá sấu vậy, ở một cái thành tinh nãy có kể trên clip này, thì mấy con quản hồn chạy hết đâu ngồi kiểu này được. Không mà cái sư phụ mới hỏi là tại sao ở thành tinh đó họ phải mang hình thù đó, là gì? Cái da và những cái không khí đó nó mới thích ứng được. Chứ nó nóng dữ lắm mà không mang da đó sao chịu nổi. Và nó cực kỳ, khi nó lạnh lạnh là cái trừ âm có mấy trăm độ. Hôm mình lạnh có 18 độ C thôi mình cũng quýu rồi. Rồi khi nó nóng á, nó nóng lên tới nghìn độ, da nó không bị cháy. Cái sức chịu đựng nóng với lạnh. Rồi con mắt của nó phải liếc liếc và lẹ lẹ vậy. Chứ còn mắt này á, buồn chút xíu vô ao là chị muốn chết làm sao đi. Không, còn mắt của nó phải có gì lấy xuống lẹ là con thằng lằn á. Nhưng có một cái nó không phải là ăn mấy con này con kia, nó cái giống người của nó vậy. Thì đầu thai trong kinh Phổ Môn á, Bồ Tát muốn độ con gì là phải đầu thai đúng con đó. Ngày tiếp nói tiếp. Cho hỏi về sư phụ. Chư sư phụ nói là hàm răng của sư phụ cũng như có bề trên độ vậy đó. Thì những người thí dụ như con bây giờ đi vô khám răng, cái người ta khuyên hay là người ta dục đi, cho nó thôi giờ mày nhổ hết hàm răng đi, mà làm hai hàm răng giả luôn đi. Mình ok làm nhổ hết đi, nhổ mấy cái răng thiệt luôn đó, đó. Nhổ hết luôn mấy cái răng thiệt để làm hàm răng giả, giờ đang reo hàm răng tạm, chờ sau 6 tháng nó mới gắn hàm răng giả, thì làm răng giả mà cho cái nướu răng nó teo lại đó. Chỉ vậy mình là bè không phải bị bè trên độ thì bè dưới đó độ ở trên một là sao mình bị khuyên hay bị dụ vậy, nhổ hết luôn. Kiểu dụ là khác, ý dụ muốn so sánh là hồi ở Việt Nam mình những cái tuổi sư phụ ít ai có hàm răng original đó, nó không có hô cũng không có mớm, thì cũng đại khái cũng không có hư vậy đó, là để cho đúng một cái thời điểm nào á, thì giống như hai tử tù, một cái thằng xấu một thằng đẹp trai, cái thằng xấu sẽ bị ông tòa phán tử hình, cũng kêu hai thằng giáo phạt tội, còn thằng đẹp trai thì cho mày 18 năm.
năm là chung thân. Còn nếu mà sư phụ mà súng răng mà nói chuyện mà dân li ti tùm lum, sư phụ làm sao mà có giữ được cái lịch sự mà nói chuyện với mấy con? Tại cái mấy con còn chấp tướng đúng không? Hiện giờ mấy con còn chấp tướng cũng còn suy nghĩ tùm lum, ông này ông là Bồ Tát, ông phải là đẹp trai, phải là siêu đúng không? Đó là về nói về ấy. Bề trên cũng cho cái âm thanh, âm thanh là phải có thằng ông có điểm thanh tra cho. Bây giờ nói cái âm thanh mà chát mà cứ ngắt mà khó nghe, làm sao nó vô lỗ tai người ta nghe được con? Có những người có âm thanh đó con có hiểu không? À, nó có những cái mà mình phải biết. Ý mụ muốn nói cái này không phải là mình khen hay là cái gì hết, mà là giữa chúng ta đó là phải có cái duyên với nhau, và đồng thời á là cái phước của chúng ta nó đi từ cõi trời xuống chúng ta mới có tướng mạo này, mới có trí tuệ này. Còn những cái người ở ngoài kia nãy dù nói là ngũ thú đồng cư địa, địa là trái đất của mình, là quỷ dương nó cũng sống chung với mình, ngạ quỷ cũng sống chung với mình, súc vật cũng sống chung với mình, Atola cũng sống chung với mình. Nhưng con có thể nhận dạng được họ nếu mà con giữ giới 12, đọc kinh, ngồi thiền á, là tất cả mấy con giống như có cái máy scan vậy đó, test COVID vậy đó, mày COVID. Giống như hụ nhận dạng người biết đó. Chứ không phải là mình ra đường mình không biết, trong nhà mình cũng có, con muốn thử không? Về thử, ở nhà chồng mình biết liền. Đứa nào mà ngồi thiền giỏi trên núi này á, là đi về nhà thấy thằng chồng là toàn là giống như con chó sói đầu thai, con bé đầu thai á, đè cái miệng bé hung á. Nhưng mà mở ra tự nhiên là hiểu á. Sao ba cũng tụng kinh rồi thiền mà sao không thấy gì chứ bộ? Ủa mấy ông thầy, mấy ông tu chùa từ lúc mới lớn lên cho tới lúc 60-70 tuổi cả đời lên chức hòa thượng, mấy ông đâu thấy gì đâu. Cho nên cho hụ có chùa hụ có hiểu được. Có nhiều ông chán, sao mà tôi mong gặp Phật mà tu hoài không thấy Phật, mấy ông nản á, ông đi gặp gái, gặp bồ. Cho nên là mấy bà Phật tử mà độc thân mà ở giá vô trọng á, vì mấy ông dụ hết. Bữa nay có vụ scandal của ông này hay gì á, Trịnh Chân Quang hả? Ông gì á? Là bữa nay thấy có cái news á. Ông mắc mấy Phật tử ông phải cho ông thử lửa. Trịnh Chân Quang á. Ông gì có news á, chứ mới thấy mấy báo đăng quá trời. Hồi đó là nó đụng chạm quay đang quay. Nói ra tai. Chuyển hướng. Ăn có giấy bắp thôi cũng có. Lúc đó ăn cái bị đệ tử của ông Trịnh Chân Quang. Đổi là tài mà không? Đụng chạm đó. Quay. Tại vì mình đổi là tài á, tụi nó bớt có cực khổ để cắt luôn. Tại sao mà hứa vậy phụ để gần mấy trăm cái clip á, không bao giờ mà nói rồi mà ngồi cắt trời luôn, cứ là từ tâm nói sao nó đụng chạm cũng có mà không đụng chạm cũng có. Khi đụng chạm vậy á, cái quan trọng nhất là mấy con đừng có để cái tựa thôi à. Chứ còn là nghe qua người ta nghe cho phụ nói về họ, họ sẽ thay đổi, họ sửa. Sư phụ, một người mà có cái tâm ác á thì cái hào quang của họ màu gì nữa sư phụ? Đỏ, cực lửa. Đã nói không có khe lên đây bụi mà cứ chạy lên nơi hoài này, mình phải chặn lại ngay chỗ bàn này. cho họ lấy cái bàn chặn ngay đó lại luôn, chứ chạy lên chạy xuống ngòn nặng á, nó dính bụi dữ lắm. Tại gió về hướng đó, tối về thở chết luôn, xỉn luôn. Để cái xe kia xuống hả? Để cho nó xuống.
lúc mà dịch đói á, năm 1942-45 á, có những người giàu á, vàng của họ có thể nặng hơn trái bắp này. Họ mong á, ai mà có trái bắp á, đổi với một cái khối vàng của họ. Có thể trái bắp này nếu mà nó bự như vậy á, cũng cỡ 2-3 kg đúng không? Họ mong lấy 2-3 kg vàng đổi trái bắp. Mà lúc đó cũng không có trái bắp để đổi nữa. Cho nên mỗi một cái vật gì á, nó có quý, có giá trị trong một lúc đó. Bởi vì có những cái lúc mà mấy ông Việt Nam kêu là ta điền chủ á, giàu giàu á, ăn mặc xịn trang nhà, ngồi trên bàn chết đói thì chết á. Có 542 45 ở Việt Nam mình cũng sắp như vậy. Mấy thằng đại gia nè, ăn trên ngồi rồi rồi đó, sẽ có quả báo mà. Nên mình thắng là ngày mai á, là bữa lễ nó cũng quan trọng. Mình thắng cho dầu sao á, cũng là người của mình thắng cho họ. Tuy là họ chửi cho vụ họ vô mình, nhưng mà cho vụ thương họ lắm. Tại vì không biết không có tội. Không biết không có tội. Nhiều khi biết rồi cố tình. Cũng có nữa. Nhưng mà vì nghèo quá, phải lãnh lương 3 triệu một tháng. Phải chửi, mày lên mày chửi thằng Thiên Tuấn Kiệt cho tao. Nó mượn đạo để mà nó phản động. Mày cứ chửi nó. Nhưng mấy đứa nhỏ bị đứa vợ chửi. Bữa nay bị quả báo không? Thì nó đâu được lãnh lương. Bữa hôm cái tờ báo mới đăng lên, mấy dư lương viên kỳ này là không có tiền lãnh lương. Cho nên ra nó biểu tình một đống. Nó tính mấy chục ngàn ngàn thằng á. Tức là một thằng nó có chức cũng khoảng mấy trăm cái nickname. Nó cứ lên nó chửi miết à. Không có nhiều người mà thời nay mà chửi sư phụ á. Chỉ có mấy cái đám tụi nó có vài thằng thôi mà nó nhiều nickname á. Nên gặp tụi nó còn cứ block hết thì cũng là nó không à. Cái nhiệm vụ nó phải chửi. Cuối cùng bữa nay bị quả báo. Chính phủ đâu có tiền phát lương nó nữa. Mấy dư lượng viên á. Tụi muốn có hình mà. Đâu là nó à. Bỏ báo rồi, bỏ báo nhãn tiền không à. Thời nay đây dư lượng viên, dư lượng viên phản đối quá lâu rồi không có lãnh lương. À, nó chửi cho vụ nhiều quá cái bữa nay nó biểu tình nè, dư luận viên phản đối nợ lương quá lâu nè, mấy ông coi đi thấy không, chửi lên mày 3 triệu thôi mà không sợ khẩu nghiệp. Nhưng mấy thằng này cũng đáng thương, ý là phụ cũng khấn cho mấy thằng này, tự vì nó không có tiền nó phải chửi á. Cho nên con nhìn nó trên mạng á, nó chửi sư phụ thâm tệ đừng có buồn, không phải nó ở sao có người xuống nó chửi thì ma quỷ mà phá đạo vậy. Chứ người nào mà thời nay á, có một người nào như sư phụ ông đại gia mà tối ngày lên trên mạng để người ta xỉa xói. Đại gia người ta phải ăn trên ngồi rồi đi vui, phải ngồi đây chịu nắng chịu khổ đổ xi măng đến nỗi mà thân tàn ma dại nè, chân cẳng nó muốn gãy á, đi núi nhiều á mấy cái nó mòn hết mấy cái chất nhờn của khớp xương á. Bỏ tiền là ai cũng biết rồi đó, mấy chục triệu á, có nhiều là cứ móc ra không à. Có đại gia là kiểu kỳ cục vậy. Sư phụ nói vậy chứ cũng có người người ta nói vậy nè, có tiền không biết làm gì, mua rau mua héo, mua người cái gì gần chứ rồi theo cho nên có tiền cũng đâu có biết để mà làm đâu, mua rau mua héo thì về mình đi rồi làm bà gì đâu. Tôi chỉ biết được á, mấy người giàu á đa số họ chơi mấy người giàu á, cả anh em dòng họ mà nghèo hơn họ không có thích nữa, tại chơi họ sợ bị mượn tiền thứ nhất, thứ hai họ cũng ít có người nào tôn trọng họ lắm, những người tôn trọng là những người muốn nịnh bợ mượn tiền không, thứ ba họ cũng chẳng có làm ai có nụ cười luôn, hồ chi mà họ chỉ cách để mà mấy đứa con bị đừng có bị stress, mấy đứa con về với cha mẹ thượng đế, mấy đứa con nên sống
gia đình hạnh phúc, cả gia đình hạnh phúc của họ cũng không có nữa. Để làm sao mà họ khuyên người ta gia đình hạnh phúc, đúng không? Cho nên họ có nhiều cái khác với sư phụ lắm. Cho nên sư phụ phải là đại gia, sư phụ có tiền là cha cho để làm đạo thôi, có làm gì sư phụ mới xin á. Bữa mua 25 này á, không biết nhiêu tiền sư phụ cũng mới xin á. À, làm gì cũng mới xin xin không mà con. Cho nhỏ giọt đủ. Hai trái bắp. Sư phụ 2 giờ cho mọi người ăn cơm. Ủa con cứ ăn cơm đi, sư phụ đang ăn nè. Đứa nào muốn ăn là đẳng ăn đi. Sư phụ ăn. Ok rồi, kéo quân lại đẳng. Đấy. Cái tại vì 2 giờ đó hoài tội nghiệp mấy đứa này nó đi ăn cơm nha, xin sư phụ cho nha. Ồ cái này tính sao? Về đẳng đi, về đẳng đi. Giờ đẩy sư phụ. Đâu em hả? Mình hỏi mà hỏi tối ngày cứ dễ bùa dễ mấy không? Anh lo đại tử mà. Đứa nào anh kiếm cái chậu lưu hương, à, kiếm cây diếp mắt màu đỏ để mình an vị Phật cái tượng của ông trên làng luôn, bữa nay luôn, mấy ngày mai luôn, luôn rồi để cho ông ngự đây luôn. Có người đi mua nước sơn không cần nữa, lấy cái mắt cơm được có gì xài đó, rồi cho dĩa cây với bánh gì mới để ông bẩn. Ổng thì khoái uống cà phê đen á, cà phê sữa Trung Nguyên á, hồi xưa thì ổng khoái đó. Mỗi lần đãi ổng gì có ly cà phê ổng là ổng khoái. Rồi đem về làm liền bữa nay luôn đi. Đã đặt lên được thì đúng luôn. Mấy chuyện xem ăn nó khô hay không là từ từ nó tính sao. Cái anh bắt với mấy đệ tử ổng cho ăn cơm. Nhiêu xuống ăn cơm. Con đi nhẹ đâu con thấy. Nó chuẩn bị lạc lên như trẻ bông bông về á. Điêu ông Hà Phàm mấy. Chào quá cho nó bộ đêm tối chào quá. Hà Phàm. So tomorrow important.
for Vietnam country. A lot of people would die in Vietnam. I guess a lot of people all over the world also. No, no, yeah. Well, we walk. None so. Hồ Kim Nhân Quân and Putin đâm yêu nêu clear work to fight to drop in Europe. And we don't do that. Europe will become destroyed in one bomb. The whole Europe. Đủ rồi, anh ngồi nào con? Dạ. Dạ, chi hả? Dạ. Nãy có đại tử kiến cận mua thuốc thì hụt rồi. Nó hầm nằm vô. Vô vô túi thầy ấy. Đi hầm. Đủ lắc vô ngủ á. Đâu rồi mấy cái xe thác á. Có không có. Đâu rồi. With your thinking, with your honesty, we pray. Yeah. Because our father will be right there, you know. And that's why we submit the request. But the human, they being crisis, they make their own thing. They have to pay what they've been built. Our parents doesn't like us to build nuclear war, do the weapon. Our parents doesn't like us to fight. Our parents doesn't like us to put too many chemicals in this planet. We create our own karma. Mình thiếu hữu tính cho nên nó im lặng quá hả? Nó bị delay. Bởi hàng chi mấy bữa nay thấy im lặng thiếu hữu tính. Nó bình tĩnh quá. Quay phim để cho nó chọc nó chơi không? Trời ơi, cái bộ thiếu hữu tính hàng chi nó im lặng dễ sợ. Nó nôn dữ. Làm gì? Nó đường buồn sáng rồi. Nó gọi còn sáng rồi. Có chuyện gì em cho anh hay.
bây giờ em không biết sao nữa đó, thì mình mua vé đại đi, mua vé. Bây giờ em không có giấy tờ. Tại đi nhờ anh mượn rồi. Nó bắt bỏ gì mày. Bữa là đi chung xe luôn nhớ vui. Dạ. Đi xe cũng là thiền đó con. Mình đi xe cũng là một cái lối thiền để mình chung mình lái hết. À, nó tập lại ông lối thiền cũng ngộ ra được trên đường lái xe. Ông nhìn bắt á, ông sợ lái xe lắm. Đi về Nam Cali ở đâu á, 5 tiếng mấy. Là giao cho Dũng hay là mấy ai lái không à. Thì bộ cũng vậy thôi. Tại vì khi mà ảnh mà lái xe ở phía quê á, mà đường dài á, ông thấy nhập định. Ông nhập định dễ lắm. Ông đi về trên trời, chiếc xe đang chạy, hại đầu lá. Đuổi ông ruộng là sao? Chết luôn á, không có được. Lên đường nó để. Nhập định nhiều quá, đuổi ông ruộng. Tại vì nhập định mình đâu biết mình ngồi đâu đâu. Còn cái hồn thì để trên trời đi hầm dầm, còn cái tay cầm tay lái xong luôn á. Nguy hiểm. Để lái xe nó dễ nhập định lắm. So it's no nuclear war, no nuclear. No. Does that mean a lot of destruction? Our father, don't let nuclear war happen. Our father already moving the UFO. That means hit people too, from different planets. Come to around this earth at this moment to try to, you know, take care of that issue. If there any nuclear war start to rise up in the spaceship,
God can talk to them, tell them what to do. So we are a young planet, the year for different planet. Right now they with us. They are like a SWAT team. Yeah, come to take care of, you know, our merit. You guys can fight by hand, but you guys you have to use your own rule. You guys cannot fight by this side of the world. Like that. I had concern about the nuclear weapon because before working on some things I worked on, I think that somebody will try to do it, try to use it. Yeah, almost definitely. So I'm very happy to hear. Con để cái này đây. À đưa lòng à. Cái lòng ở đây. Từ từ đi làm đủ đồ cúng. Dạ. Cái này nó không có đồng hồ. Just like you dive into the water. The more deep water you go, the more different beautiful fish you see. Up here you don't see a good fish, but the more you dive up, you see different fish. You might see mummy. I don't think I want to do this or I want to see that. You continue, you will go the right path. So what you have today, more value than trillion. Even Bill Gates or Elon Musk cannot have what you have. If they want to be like you, they have to give up all the money, all the thinking, all the headache to make their mind peace to have what you have. So you are passive guy. I can tell sometimes when I have something comes up to just to solve it. Meditation is not as strong on that day. And if I'm peace, you see clear. It's just like water. Your heart, your mind is like water. If the water is not moving, you will see things true. If they're moving, that means something distract you. You don't see. I'm still working with the mind. It's still moving. Yeah, see the one point. They might support you have a peaceful mind. Or your son or her, because you are worried, and then you don't exactly. Yeah. I see, then the water's
tâm không có tịnh hả? À? Cái tâm không có tịnh. Tại vì con á, con làm cho ông tâm ông tịnh thù nó vậy mà. Làm cho ông lo rồi, mới con bệnh nó gì ông lo á. Tức là ổng đâu có ngồi thiền được. Ông nói bây giờ á, nhiều khuôn mặt á, tới gặp ổng hoài à. So tomorrow I will set you somewhere in there, you see. You will see many super high people. And they come to attend our, we call our prayer. Khi xuống trái đất này mấy vị cũng bằng cái thân người như mình. The better. The longer the module open more, higher level you can go. Sometimes I set the clock to ring and I'm kind of having deep or deep and then a long run. Everything you've been done the rest of your life is not important what you have today. Yeah. Everything, you know, teaching, you go around the world, whatever. This is the most important time. Meditation and what you see. That is a monk in the temple took them for 30 years to get what you get. So at least 30 years. Yeah, continue working on it. Tới phiên con ca bán gì? Chứ còn không có người cá, chứ phải ngồi nói chuyện hoài kìa. Hữu hết thôi. Chưa hơi ngày mai. Chồng ca cha. Thôi con mở hàng bản rồi tới phiên mấy con ca. Bên hát xoa ca. Hát chị, bộ ca của hát chị. Mình nghe ca là mình chạy, mà không thể. Không biết bạn nào. Các bạn gì nhớ đường về quê hương các bạn nó sư phụ hát hay á. Đường về quê hương á. Dạ, lúc mình lên ở trên cây thánh giá nó sư phụ hát bản đó. Rất là hay. Rồi đâu rồi bạn rồi. Có bao nhiêu người muốn đường về quê hương, tôi chỉ mở hàng thôi cho mấy đứa con cả. Để cho phục khỏi phải nói chuyện.
ngồi kì okay. Mình cũng vừa ngồi, cũng ai muốn nói nhỏ là nói. Cô chỉ cười là đủ rồi, tụi con sẽ cười được. Cười thì có cười rồi. Lo cho ngồi thiền là ngủ gục. Mà chưa có ngồi thiền được. Cái bản này là mới ngủ gục nè. Đâu Thiên Kim Ngân đâu, tặng Thiên Kim Ngân bản này. Ngân hóa là bản này. Mà bữa đó Hà Tiểu Lâm đó. Nhỏ này, tặng Thiên Kim Ngân bản này. Hello. Bản này là phải ngủ gục hết. Bản này có Ngân với có sư phụ nha. Tặng cho Thiên Kim Ngân. Bạn này là ngủ gục á. Làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Bàn tay năm ngón mưa xa, diệu ấn trong tiếng thơ. Đưa tiếng anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngang lối rẻ đường về. Làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thần sầu. Bàn tay đang gió buốt mưa, bàn tay đang gối mồm. Đưa tiếng anh đi vào đường. Mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn. Dệt thần dầu chung dương sông nước
rừng thiêng quang tiếng gọi, ôi núi xin em về ngủ. Mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi trên khắp nguyện lời thề. Tiếng hát trên môi giấc ngủ ngủ cho tôi, một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời. Việt Nam mới yêu, ôi tiếng chim muôn gọi đàn. Mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng chân hiến cho cả đời. Trời làm cho mưa bay rong rong rong, mây tím dần thần dầu. Trùng dương sông nước bao la, trùng dương vang tiếng gọi. Ôi sông thiên em về trời, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin các nguyện lời thề. Trời làm cho mưa bay rong rong rong, mây tím dần thần dầu. Dường thiêng lá đổ mồ, dường thiêng vang tiếng gọi. Ôi núi xin em về ngủ, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắp nguyện lời thề. Ôi núi xin em về ngủ, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắp nguyện lời thề. Chỉ có bàn tay nhiệm màu, chỉ có sấm cơ, chỉ có những gì trong sáu uyển của miền Tây á mới cứu nổi nước Việt qua khỏi cái khổ ách này. Ngày nào mà Đức Quỳnh Mũi Sổ ông xuất hiện, ngày đó dân chúng còn gian nan. Ngày nào Kiệt còn ngồi đây thì Việt Nam cũng còn khổ sở. Đó là sự thật. Chờ đi, mấy ông nội đó không có làm được gì hết. Mấy ông mỗi ngày cứ lo chuyển tiền qua Mỹ cho lẹ không. Còn những người Bác Thọ ngồi đó không còn cái sức. Mà thấy ông là còn cái sức nhất trong cái đám HO. Mấy bác HO, còn mấy bác HO kia là rụng hết rồi. Thì chỉ mong cái ngày mà cờ vàng cờ đỏ hay nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước á, thì ổng chỉ mong có nhiêu thôi, chứ thật sự cũng chẳng có tin sắm cờ gì mấy nữa không. Tin sao ông tin sư phụ? Ông tin hả? Ông chỉ mong cái lá cờ này treo Việt Nam nè. Đức Quỳnh Phú Sổ là tôi nghiên cứu từ lâu rồi. Có hả? Từ khi rồi khi mà vào trong tù mới dán cơ xuống, thì tôi được gần gũi với những ơn trên bác mại huynh niên trưởng nghề là nghe thường xuyên, nhưng mà lúc đó phân vân nói rằng thái tử lập đạo, không biết ông nào là thái tử sẽ lập đạo, rất là thật sự hoang mang lúc đó. Trong đó hả? Lúc đó bố cứ nghĩ rằng ông niên trưởng nghề đó là năm 79 hả? 79 80 nó kéo dài 80. Ồ lúc đó thái tử còn ở chuồng lội sông mà. Bởi vậy thời đó là thái tử đâu mà nhìn xung quanh không thấy phải không? À, dưới bên nãy ngày hôm kia có đệ tử nào mà bên cao đài á, y bên của ông thầy ông Tám á, Ngô Vi á, nói sau này cái đạo Ngô Vi sẽ hết khi có một thái là đệ tử phải không? Con phải không? Thì sẽ có một người con của trời xuất lập cái đạo. Tất cả các đạo đều nói về
Thiên Tấn Kiệt này hết. Tất cả những kinh sấm của thế giới luôn, cả Notre Dame hay là XKC hay là bà Venga, những cái nhà lỗi lạc sấm cơ đều có nói. Dĩ nhiên là trong kinh Khải Huyền của Công giáo cũng có nói. Kinh Phật thì cũng có đó. Đạo này là chánh đạo. Nếu không có trên cái bầu trời này đâu có cái dấu thiên tâm mà bay lững lững chảnh. Máy bay bay ngàn nó còn radar, nó còn quản hồn mà. Máy hành trình mà bay lên bay xuống cũng phải theo dấu thiên tâm mới lọt xuống cái núi này, chứ không đâu phải đi lạc. Lọt xuống là LA sao? Trên bầu trời trong không gian có cái dấu thiên tâm. Dịch Việt Nam hả? Việt Nam mình nghiệp nặng quá thì mình mới ngày mai mình mới khách. Thì bữa được thông báo nó có một cái con dịch, nó sẽ lây từ người qua. Dạ, lây từ người COVID. Nó sẽ từ con súc vật nó lây, còn mình là người qua người phải không? Là bữa giờ mình có đúng không? Vậy cái con mới nó sẽ đi từ thú qua người. Nên ngày mai nếu mà mình khấn mà cái gì chứng thì nó không có xảy ra. Còn nếu mà dịch hay là thiếu năng lượng, thiếu gạo đó, đều là một trong những cái condition, những cái mà làm cho một cái quốc gia nó yếu đi, để nó đừng có riot. Giống như Trung Cộng nó cần có mấy cái đó, mấy vị phải cho mấy cái đó chút chút vô. Giống như bữa nào mình mạnh khỏe, mình đi ngoài đường thì mình đi hăng máu, thí dụ như mình thích quýnh lộn, bữa nào ở trên cho đau chân chút hay là bị dập móng, mình nằm nhà thì bữa đó mình bớt ra đường quýnh người ta. Thì Trung Cộng nó cũng vậy, bệnh dịch nó cũng vậy. Hay cho bệnh cảm cái nằm nhà không còn la hét không dữ. Thì những cái đó là do bề trên không, để điều chỉnh cho nó đúng đi cái theo cơ bản. Còn riêng nước Việt thì được hội đồng chư Phật bao lo, tức là phong lại, phong gào lại. Nước nào khổ khổ nước Việt xả nghiệp, nhưng mà không có nổi mà chết hay là rất là cực kỳ khổ. Thì làm gì làm, đến một ngày mà lập hội Long Hoa, đến một ngày mà thay đổi mọi thứ, đúng chữ thay đổi mọi thứ, mình gọi nước Việt mới đi nha, cho dễ hiểu. Thì ngày thay đổi nước Việt mới là hạ cánh an toàn. Đó là bề trên đang tính vậy. Nguyên cả nước Việt hạ cánh an toàn. Nó không có bị bình địa như kiểu Ukraine. Không có bị chết chóc nhiều như kiểu Indo hay là Ấn Độ. Mình nói cái chữ hạ cánh an toàn đó là mấy ổng nghĩ là mấy ổng ăn chênh ngồi rồi, ăn hiếp người ta rồi mai mốt cũng vẫn là ăn chênh ngồi rồi. Nó không phải như vậy. Chữ hạ cánh an toàn là nguyên nước Việt hạ cánh an toàn, do cái bàn tay của bề trên che chở. Mà muốn được như vậy là bề trên phải làm rất là nhiều thứ combine lại thì mình mới đạt được cái đó. Giống như cho Kiệt phải ra thông báo quý vị, hãy cho mình có cái núi Thiên Long Sơn để mình nói với dân chúng á, đừng có đứng lên nổi loạn dầu có bị đói. Tại vì bây giờ á, nếu mà không có cái đài của mình, không có tiếng nói của mình ở đây nói về dân, người ta hoang mang, người ta không biết đường nào để mà người ta xoay sở, và nó có thể bức xúc. Khi nó bức xúc thì tối công an tới cắt cổ nó sao, chết quan. Cho nên đài của mình là đừng để nhiều bị chết quan.
thế gian này ví dụ mới trên nói là không có ai cộng sản nó nắm quốc gia nào rồi là không ai lật đổ nó được, để nó ác có ai lật đổ nó. Nhưng mà có bữa mấy clip cũ đó nói có Thắng đó, mà nằm trên giường mà Thắng đó, thì sức mấy đức thầy với Kiệt về được, cũng phải đứng lên bằng chân của mình một cái hình thức nào đó. Cũng giống như Dư Lượng Viên á, nó bữa nay nó không có tiền, nó cũng phải cầm bảng nó ra nó biểu tình để mà nó đòi lương đó, thì cũng phải đứng ra khỏi giường chứ. Được che chở cho nên không đến nỗi tệ. Ok, một tay con làm thiện, hiếu để con từ bi. Một tay á, con không tin cha mẹ. Rồi con cứ đi chạy theo mấy ông thầy là ma quỷ nha. Con chạy theo ma quỷ, con tung hô là thầy, là sư phụ của tôi. Rồi con gặp ổng con lại. Trong lục Phật đó là quy Phật, không quy quỷ thánh đâu. Ông chỉ mặc áo vàng thôi, nhưng mà cái thần hồn nó là quỷ. Thì con đang quy ai vậy? Quỷ đúng không? Ông đặt tên Diệu này, thích kia, thiện nọ đúng không? Thì đi chung chúng cầu, chung nhà ông cho vui. Thế thì thầy đâu, chỗ đó. Cái luật đó như vậy mà. Đâu phải tội. Nếu mà tội gì 4 năm nay khô cổ làm gì? Thì phụ cũng tội gì? Tự họ chọn cái đường đó. Cho nên mới gọi là đi với cầu cả đàn. Nhưng mà nếu mà nói về khoa học á, thiên tâm chúng ta là Bi Chí Dũng, lúc nào nó cũng căng căng. Bi Chí Dũng thừa giải thích như vậy, nó có giống như núi này. Ok, còn có Bi Chí Dũng thì con đi lên được, đứng bò lên được tới khỏi cái đọt cây trúc đó đi. Rồi Bi Chí Dũng cao hơn nữa, phải đi lên, tại vì bước lên cái núi thì mình phải tính toán lời trí, dũng cảm thì mới leo núi phải không? Từ bi là mình lên trên đó để mình làm một cái, mình ngồi thiền đi, lên đó để mình ngồi thiền. Nhưng mà cái khả năng của con Bi Chí Dũng vừa khỏi cái ngọn trúc thôi. Còn có những người ngồi ở đây à, mấy thanh niên này nó Bi Chí Dũng lên tuốt trên đọt luôn. Thì cái Bi Chí Dũng nó phải đi điều điều với nhau, ở một cái level thấp và một cái level cao, nhưng mà phải điều. Chứ còn con mà có bi cỡ nào mà con không có trí, con cũng vẫn đứng ở dưới cái parking lot này à, chỗ chiếc xe đậu thôi. Con có hiểu cái công thức không? Nhưng mà như vậy thì con thấy con không hiểu sao cái đầu mấy người đó cứng như đá. Tại vì á, con được may mắn con có nghe một cái vị dạy rồi. Tại vì một người cha, người mẹ mà có con mình á, thì con mình mà bị đau, bệnh hay là ốm gì đó, người mẹ, người cha của thế gian thôi á, họ đau, họ khổ như thế nào. Thì khi mà mẹ trên trời thì không phải một người con mà biết bao nhiêu là con của mẹ, thì mẹ chịu sao nổi, nó rất là đau khổ. Bởi vì hồi thương mẹ nhiều hơn, mà tại sao chỉ tin thêm chút vậy thôi mà cảm xúc quá. Dạ. Nếu mà nó dễ như vậy á, nếu dễ như vậy sư phụ không cần nói chữ nào. Trong những năm nay chỉ cần một thiên tử xuất hiện là tất cả các con đều phải tự tu rồi, đúng không? Tại vì sư phụ nói chuyện không có lại những người được huấn luyện, vì sư phụ không có cái áo. Và đồng thời sư phụ tới 2-3 tuần mới hất tóc một lần, không có cạo điều điều, dù thiếu mấy cái đó. Cho nên ai muốn hơn gì cứ hơn, nhưng mà là người thiệt.
thôi, cái đó để về già tới gì bài kính thiên á, nữa lại mang sứ mệnh đạo đời dương gian. Bây giờ rồi đây nắm giữ gian sang cái phần kia hoàng quan trọng con hộ vô ngọn gốc là cũng như là 1.01.000 tăng thì sao, nó dư quá hả, ngoài kia có 1.000.000 mấy ổng thì con chừa cái lỗ 01 này lại để mà rồi lo cái chuyện đời một chút. Đây có thật mới diệt được đạo chứ giờ dân nó nghèo quá, vô chùa chỉ là xin may mắn này xin may mắn nọ, ung thư này ung thư kia, rồi nghe mấy ông thầy nói là con cúng dường cho Phật thì cúng dường cho thầy cũng giống như cúng dường Phật, có nhiêu đem cho mấy ổng. Gần đây có một ông nào mà đập nát cái chùa cũng mới coi lại nghe thì có vẻ không biết. Giờ nhiều chuyện vui lắm, mình khỏi bị Chí Dũng đó, bị Chí Dũng chứ không có thể nào bi được. Ngày nào cũng đi lăng xăng lo chỗ này lo chỗ kia, chùa này chùa nọ, mà có công đức hay không á là chuyện hai chuyện khác nhau, hay là một đống tội. Cái cha với mẹ nó đã có từ hồi thời chúng ta 5-7 nghìn năm rồi. Cái lon sữa bò là cha không, còn mẹ là mỗi ngày mình đi trên đất là cái chất năng của mẹ. Mà tự vì cái thời gần đây khi mà đạo Phật Đại Thừa, tức là thời Phật Thích Ca, thời mạt pháp này, nhiều người cứ quên đi, tại mấy thầy không có nhắc gì chuyện này là lỗi của ai. Còn chứ hồi chỉ là nhắc là chuyện cũ thôi, mình có cha có mẹ đó, ô vua gai. Cái ngàn năm, cái mấy năm mình nghìn năm có cha trời, có ông trời mà. Cái lon sữa bò á, nhớ xưa có đạo không đạo, nhà nào cũng có lon sữa bò. Đúng không? Thế là lại ai, lại trời, lại ông trời, lại Phật. Còn mỗi ngày chuyện vui chung buồn mình cũng trời ơi, thì là mình có cha. Cả mấy Phật tử mà vô minh thời nay á, cười gật có chuyện cũng là kêu cha, nhưng mà gặp cha thì lại xỉa sói, nó mâu thuẫn nhiều cái lắm. Còn đọc kinh mỗi ngày buổi sáng ở trong chùa thì có chư thiên, mà nói cõi thiên thấp cõi Phật, không muốn tu theo thiên nhất định là giảng sanh, làm như mình muốn là được vậy đó. Hơi mâu thuẫn, nghĩa là họ chạy theo quyền ảo, họ chạy theo củ cà rốt cột trên lưng á, chạy hoài ăn hoài ăn không được. Còn mình mới là thực tế nè, tới đâu là tới đó, trình độ lên về trời là về trời, vừa biết cha mẹ vừa có Phật nữa là đủ phước hết luôn. Thiên tánh đó, là nó nằm ở trong cái lại cho thức mình, nhưng mà nó cũng theo cái môi trường. Nếu mà con mà có chánh kiến á, con không có chơi với những người bạn xấu, không có hùng hập với những cái người mà gọi là mình nhìn cái khuôn mặt là hay là không có không vừa đó, cái khuôn mặt nó hiện lên đúng không? Còn mấy ông thầy cũng vậy, con nhìn cái khuôn mặt ổng. Cũng có nhiều ông vậy, nhưng mà Phật tử vẫn vô minh nè, cũng chạy theo. Nhiều người còn tin là không có cha nữa, thấy tức cười luôn. Nhiều người không tin.
giờ con nghe bà người ta nói lạy trời Phật hay Phật trời đâu có tắt ra đâu. Những vị thầy lớn của Tây Tạng hoặc là Jesse thôi, tức là thượng tọa thôi, Rinpoche tức là hòa thượng của Tây Tạng, ông nào cũng tin cha mẹ hết, ngày nào mấy ông cũng thờ hết, mấy ông đều khấn cha khấn mẹ hết, chỉ có mấy ông Việt Nam mình là giống như tu siêu quá đặc biệt. Còn bên Tây Tạng người ta cũng đạo Phật, ông nào cũng thần thông, ông nào cũng thờ cha thờ mẹ hết, ông nào cũng phải cúng chư thiên rồi cúng mấy ông thần hết trơn á. Mấy ông làm lễ ở chùa bên đây cũng phải vậy thôi, chỉ có thầy Việt Nam mình tu giỏi nhất à, không có coi cha mẹ ra gì thôi. Ngộ chỉ có kiểu Việt Nam mình thôi à. Chứ bên Tây Tạng là người ta rất là kính nể cha mẹ, mấy ông thầy Tây Tạng á. Ta cũng đạo Phật chứ, nhưng mà mấy ông cũng cúng thần nè, mấy ông cũng cúng chư thiên đó nè. Im rẽ chân ta mới ngồi nhìn không có hỏi chân tốt nhé, mấy bài cái ngồi vậy thôi, có cơ hội hỏi nói chuyện không hỏi. Cái chuyện ngày mai chuyện bình thường, cứ họ tá hồi lôi là kiến hành nó trình trọng quá. Mai cứ đi khấn thôi, mai con cứ ngồi góc im lặng, thấy ai làm gì bắt chước cái đó. Dạ con hỏi là ngày mai nếu mà cầm nhang thì có để trên đó các bậc trưởng thượng đi trước rồi chúng con đi theo sau các bậc các vị hay không, hay là anh là Phật đừng có trình trọng quá. Ai muốn sắp hàng trước người đó đi trước, tính theo luật Mỹ. Không có phân biệt gì chứ. Sư phụ cho hai chị em con ngày mai lên đây phụ được không sư phụ? Không có gì phụ, chỉ lên là được rồi. Người ta làm gì làm đó được rồi. Ừ. Sao cầm tú mệt hả? Dạ. Đừng nói là mệt hả? Tú muốn hát chút vui mà cứ ngồi im nó cầm à, con thấy hát lên đi. Bây giờ anh trên dạy cho Hữu á, mỗi ngày phải nhìn cái gương rồi tự nói tôi là ai, tôi có sứ mệnh gì, tôi xuống đây làm gì. Cái nhiều lúc sư phụ vui với mấy đệ tử này, sư phụ quên sư phụ là thiên tử luôn. Thiệt mà quên luôn, hay là mỗi lần quên gì mới nhắc mỗi sáng phải coi cái gương nhắc mình để đừng có đi lạc đường, phải không? Trên dạ nghĩa
con có gì hỏi không con? Đồ nhiều đề tài lắm, nếu mấy con muốn nghe cái gì cứ hỏi. Thẩm Tú. Đầy luôn. Có chứ. À, nhờ nhắc nhớ quên. Nên chỗ đó có cái bàn. Em phải chuẩn bị mấy thao á. Để cho gia đình mấy anh vào lên. Đi bên tôm tướng cá. Hút oxygen á. Nước cũng như là không khí. Cần có một cái thao bự quá. Phải bỏ bông trong đó. Rồi thì ở dưới Long Dương lên đó nhiều lắm. Họ thể quá ra nhỏ xíu họ nhảy vô cái đó. Họ nhảy ra vô. Như cái chỗ mà không khí mình lặn xuống nước, mình cần cái bình không khí. Họ lên bờ của mình đó. Mà cần có cái thao, có cái nước. Các vị có thể ở trên đây được bao lâu? Như Long Dương hay là mấy bà chị của bà này ở bao lâu cũng được. Còn mấy gì mà thần thông thấp á, được chừng ngắn. Nhưng mà ở bên Thiên Long Cung á, mỗi lần phụ mà ngồi á, ở dưới Long Cung lên đông là mấy người tiên nữ rồi thôi. Chứ không phải, là mấy mấy người có thần thông cao. Ừ, không ăn mít đâu. Tại cổ đau quá, ăn trái tắc cho nên. Sư phụ nói những câu nói mà sư phụ muốn người ta nhớ, sư phụ. Hả? Mấy cái câu mà lời hay ý đẹp mà sư phụ muốn người ta nhớ. Những cái câu nói của sư phụ lúc trước tới giờ mà sư phụ muốn mọi người nhớ, sư phụ. Chẳng hạn như những cái lời hay ý đẹp mà sư phụ muốn người ta nhớ. Proverb, right? Cái đó đó, thì đến là mà trong cái nhóm họ thiên á, mà tu cao á, thì cứ lụm ra rồi cái cắt cái khúc đó. Rồi đại khái là tự mấy con làm mấy clip giống như kiểu TikTok vậy, thấy mấy đứa nó làm nhiều lắm, khúc khúc chút chút. Nhưng mà nhiều lúc mình nói chuyện gì nè, đâu phải lúc nào mình cũng nói có cái ý gì hay đâu, nhưng mà lo cũng nhảy lên chút chút, con hiểu không? Chỉ là lấy khúc đó thôi để remind người ta thôi. Khi nào sư phụ nói tiếng Anh á, sư phụ dịch ra vài chữ tiếng Việt dùng tại bên đó người ta nghe, người ta không hiểu. Ôi trời. Tiếng Anh đâu có nói nhiều đâu. Sư đâu có nói tiếng Anh nhiều đâu. Bữa giờ quên tiếng Anh luôn đó. Sư cũng mong quên luôn á. Thiệt á. Sư phụ có quả Việt Nam. Thà có, ví dụ sau này sư phụ đi ra ngoại giao Mỹ thì nói chuyện với ông Trump đi, có người thông dịch đã hơn. Những lúc mình nói hố thằng Long Dịch, nó dịch lại đúng hơn, phải không? Nói chuyện vu vu mi mi, nói theo kiểu bình thường nó kỳ. Quên đi cho khỏe. Xin hỏi sư phụ ạ. Trước cái ngày 30 tháng 4 cũng như sau ngày 30 tháng 4 đó, mình cũng có nhiều người chết vì danh dự, vì tổ quốc mà mất họ đồng ý chết theo tổ quốc à. Thì như sư phụ nói là năm vị tướng đã trở thành thần rồi, thì những người cấp nhỏ cũng nhiều người mất thì cũng là đi theo luôn được không? Được, chung luôn á, được, nhưng có thể là thấp hơn, thần thấp hơn. Thấp hơn
cũng giống như bác chú Khuê tên là ta gì ta Nguyễn Ngọc Khuê. Ok, ổng là nhân cơ chính người thứ nhì, ngày xưa là ông gì Quỳnh Thái Như ha. Trong một cái cơ vận 4 năm 5 năm nó đi qua nhiều người mà được cha ấn định. Bây giờ mà chú Khuê đi là người con đích thân lái lên xe rồi chở ông về nè. Ông sống còn 7-8 năm nè. Đến lúc mà ông ngồi đây á, rồi ông ngồi xe lăn đây đó là ai cũng thấy đúng không? Bây giờ ông mất, ông là gì thời đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa phải không? Đại quý mà coi cái bà khám chí hòa, phó khám chí hòa, phó khám chí hòa là chức cũng lớn, mà cái khám chí hòa đó là nhà tù chí hòa đó là ông đó. Nhưng mà ông thuộc về cơ trời rồi vô đó thì ít nhiều cũng có một chút làm nghiệp gì đó, thì cho nên lúc đó nó ở đây nè, sư phụ này với sư mẫu cái đám đệ tử họ Thiên á phải ngày nào cũng đọc kinh, mẹ phải kêu con phải đọc kinh dịch sư để mà giảm nghiệp cho cái đệ tử này. Tuy là tướng trời nhưng mà xuống trần khám chí hòa chắc cũng có cha tấn diệt cộng á gì không biết không. Đến giờ cháu ông cũng bị bệnh nặng lắm, bệnh đó thì ta là tiểu đường á, tiểu đường thời cuối luôn, tiểu đường thời cuối. Nhưng mà ở lúc mất là nhiêu tuổi em? 70 mấy hả? 73 em. Ba vừa mất xong á, cái tức cười cái đêm đó ông đang nằm bệnh viện Bắc Khi là dưới núi mình thôi, thì bữa đó đưa ông vô bệnh viện. Cái tối đức thầy mình á, chú Quỳnh Vũ Sổ về cái ngồi nói chuyện với sư phụ này nọ, cái ngồi tới gần tới bãi bay, gần tới giờ chót bãi bay, đức thầy nó để ta rước đệ tử ta đi luôn. Mình tưởng đâu là rước ai, đi rước cái hồn của ông Bắc Khê luôn. Vừa lúc đó đức thầy tạm biệt sư phụ thì là bên bệnh viện nó gọi chú của mày chết rồi. Tại ông không có thân nhân, mình mấy Mỹ nó kêu anh cò của mày đai rồi, là mình biết là đức thầy qua rước ổng công hai chuyện luôn vậy đó. Vui không? Nó chưa hết nữa là lúc đó là mình đó là sáng là lấy xác ổng về quả táng, rồi ổng đi về bản, vừa về bản thôi á, tại hồi xưa ổng là đại quý, rồi ổng cũng có công phò thái tử thôi mình á, thì vừa về bản rồi theo thích thầy nữa, giống như kiểu ông Thiên Ánh là ba của ông Trang đầu ta hôm qua nó đây mà. Thì ổng được phong một cái chức coi một cái tỉnh gì đó, cái tỉnh gì mà lúc trước bố ông tướng của Việt Cộng mạng hối lộ vậy đó, rồi cái bị phanh phôi vô lý á. Ông vừa về thôi là bốn ông đem lôi đầu bốn ông xử liền. Ở bên cõi vô vi mỗi một tỉnh á, cũng phải cần có một cái chức vụ nữa. Ở đâu ngoài Hà Nội á, hiện giờ ông đang làm ngoài, lo lo ông về đây hoài à. Đang ngồi cho ông tới, ông thăm. Ngày mai ông cũng tới đây nữa nè. Không phải chết không có hết. Mình chết như thế nào, mình làm gì qua bển á, mấy chư Phật với mấy vị cũng phong mình theo kiểu đó, cũng như mười mốt quốc mại cũng sẽ vậy thôi. Nếu mà thí dụ như Bác Ngư này nè, ổng không có thích tu, ổng chỉ thích chính trị rồi phò Minh Dương nữa, đại ông khoái Minh Dương khóc cầu Phật cứu Trần gì đó, đại khái ổng thích vậy. Thì ổng còn chính trị thì mấy mốt ổng cũng là theo anh Hồn Thiên Sông Núi. Còn chúng ta là khác, chúng ta là đi về trời. Tại cái thế gian này ở bên cõi vô hình nó cũng song song với cõi hữu hình, họ cũng đang hoạt động và cũng đang có một cái bộ hành chánh ở bển. Còn những cái ông mà hữu hình á, ông bí thư này, bộ trưởng nọ, đại tá kia của Việt Cộng á, cũng bị một cái sự áp lực của những cái thế giới vô hình đang giữ chức vụ để mà điều khiển họ đó. Không phải muốn làm gì đó làm. Còn riêng cái nước Việt thì giống như Bác Trọng thì có ngài Trận Đạo đang canh ổng, hay ta là vua, ngươi chỉ mặc hữu hình không có gì hết, nhưng mà ngươi đừng quá đáng, để nước Việt là nhờ ngươi sản nghiệp tức là hay làm mấy cái chuyện này như nọ, rồi kêu ngươi đi đốt củi ông Tân Hiệp Phát ông gì gì đó, tại vì ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, Phật không có diệt ai hết. Tại Phật diệt là Phật bị nghiệp sao?
cuối cùng Phật xuất hiện là không còn ma, không còn quỷ nữa, đúng không? Đó là vậy. Đức Thầy xuất hiện là không có hận thù nữa, Đức Thầy mới xuất hiện. Khi chiến tranh bùng nổ khắp mọi nơi hết, hiện bây giờ là trong giai đoạn ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Bồ Tát không có muốn tạo nghiệp, Phật cũng không muốn tạo nghiệp. Rồi ông Khuê đó thì tới lưu lưu về núi này. Mà lúc ông còn sống á, ông ngầu lắm. Ông ngồi ngay trước cửa chỗ xe nè, ông nhìn bầu trời. Ông thấy ai mà vẽ chữ trên trời, ở trên bầu trời mấy tư thiên xuống vẽ chữ được, ông đọc được á. Mắt ông ngầu lắm, những cái người mà theo hộ, theo sư phụ á, toàn là siêu nhân không, không phải người thường. Ông lạ lắm, ông nhiều cái lạ lắm. Cái từ cách đây 3 năm trước khi ông mất, ông lên ngồi dưới cái hội trường dưới, thì lúc mà ngồi cúng anh linh tử sĩ hồn tiên sông núi, ông ngồi bên ông nói mày thấy không, trời quá trời đông. Ông Lê Dân Hưng, trời mặt ông Hưng, ông chỉ từng người, ông chỉ tôi mà tôi đâu có thấy đâu, mắt tôi đâu nhìn thấy, nâng mắt ông nhìn thấy. Chị ông Hưng tướng, mấy ông tướng nào có hết, đủ hết. Mỗi lần mình cúng là mấy vị về đông hết. Thì ở đây không phải là một mình ổng làm được vậy, mình rất là nhiều người làm được vậy, thấy được vậy. Cái ông đại tử mấy trắng mình đâu, ông ít nguyên đồ ta, ông mới ngồi đây đang thiền á. Mình có người đại tử ông Mỹ trắng cao cao ốm, ổng cũng như vậy. Tại vì nó là một cái bình thường đó mà, một cái thiền định khi mà tâm của mình nó không có bị động á, là mình thấy. Mình có anh bác đây nữa nè, có những gì khác nữa. Bữa nay có bảy nữa kìa, bảy ngồi nó cũng thấy. Nhưng mà bảy thấy mấy ông rồng rồi thôi. Vừa nói tới bảy giật mình. Tôi giỏi thì ta nhắc nữa. Sư phụ, có phải là khi mình tu tập mình thiền định để một lúc là lúc đầu thì mình thiền thì mình nhìn thấy, rồi tới khi mình tu cao hơn nữa thì mình không cần thiền mà mình mở mắt ra mình vẫn thấy, giống như giả sử như ông Edwin thì lúc ông thiền thì ông mới thấy, nhưng mà tới khi ông tu tập đến một mức độ là ông không cần thiền nhưng ông vẫn thấy giống như mấy cái chư vị hay là hào quang. Bữa nào Ngọc Anh hay là con ổng lộn xộn có chuyện tâm ổng động, ổng đâu có nhìn thấy. Bữa nào ông vui kìa. Ở giờ tại sao tôi nói là vợ chồng đời sống mình cũng phải vui vui, mình mới tu nó mau hăng trưởng. Chứ còn cứ lo rầu ăn cơm, rồi lo rầu chấp chiếc, rồi lo rầu tiệm ế rồi sao còn thiền nổi. Hay là lo thằng chồng về ăn nhậu gây lộn đó ngày, đâu có thiền được. Thiền nó có, sẽ có nhiều bậc lắm. Giống như đầu tiên á, mà đặt chứng đắc được á, tại vì bụng nó đúng chữ nghe gọi là huệ nhập lưu, tức là tu đờ hoàng, là cả ổng như là tu đờ hoàng, là cái là first step vô được về cõi trời. Rồi cao hơn chút nữa là nhất giảng lai, là tu đà hàm. Nó có cái danh từ nó như là thiếu quý, ổng hiện giờ thiếu quý đi, tu đà hàm là trung quý. Rồi tới lần thứ ba một xíu xíu nữa gọi là bất lai, là anaham, là giống như đại quý là anaham đó, là con bắt đầu nói chuyện là được rồi đó. Rồi tới thứ tư là vô vô sanh đó, là không có trở về trái đất nữa, là gọi là thành a la hán, là tập thứ tư. Tới thứ năm là duyên giác, gọi là Phật Bích Chi. Thứ sáu là thành Bồ Tát. Cái cuối cùng là Như Lai chánh đẳng chánh giác, là giống như Phật Thích Ca. Nó có 7 level khi mà con ngồi thiền. Còn ông này là giống như được lên làm chí quan rồi đó. Còn mấy mình là lính. Mấy con là lính không? Sư phụ, như tụi con là lính mà chưa có đạt một cái level nào đó, thì tới lỡ mà mình bị tai nạn, mình chết đó, thì mình... Không có nhầm, cái đó không là một cái ấy thôi, cái tham sân si mình bỏ sạch đó mới là quan trọng. Còn cái đó là nó chung với cái lối tu tập của mình, cũng giống như con biết đọc chữ khác,
Rồi đọc chữ con không có cần thiết phải làm thơ làm văn đúng không? Đọc chữ rồi mình học theo nghề của mình vậy đó. Thì trong cái học Phật á, thường như mình biết chữ, mình biết general mọi thứ là được rồi, là cũng là có cái bằng đại học rồi, là về trời là đại học. Còn có những đứa nó giỏi hơn nữa thì nó có thần thông trong lúc mà nó sống, nó tu tập thì nó biết làm thơ rồi chứ. Nó không có đi bắt buộc phải đi chung cái đó. Những người giảng sanh giống như má của anh Trình, bà đâu có, lúc bà sống bà đâu có thấy gì đâu. Hôm nay bà chết bà cũng về tầng trời số 7 rồi. Rồi tâm bà tốt á, bà đi về thôi, nó không, mấy cái đó là một cái chuyện khác. Sư phụ, giống như mình tu tập là mình phải tu từ từ, hoặc là giống như lên đến giống như tiên, lên thần, lên thánh là phải tu. Oh hello, ta Thiên Tú nghĩ gì không? Hello, à, sao bữa nay con lão quá vậy? Con làm thiệt á hả? Con bữa tôi thấy ở đâu? Trời, nhỏ là tự nhiên cạo đầu á, bữa tóc dài lắm. Ăn gì đi con? Thôi, nó đi tu thiệt ta. Tiếp tục làm lính, khi họ tái sanh trở lại á, mà họ còn thương nước Việt. Đạo này đạo của Phật Di Lặc. Sư phụ chưa có biết là Đức Thầy là Phật Di Lặc số 1 hay là có thể Đức Thầy là Phật Di Lặc số 1. Sư phụ chỉ nói là 98% nha, chưa 2% lại. Bây giờ chót Đức Thầy tự Ngài sẽ nói. Còn cái chữ Di Lặc là an cư lạc nghiệp, dân chúng sống cảnh thời vàng chim. Sư phụ cũng là Di Lặc, mà Di Lặc số 2. Sau sư phụ về trời sẽ có Di Lặc số 3, số 4, số 5, dài cho tới 3.000 năm sau. Mà tại sao số 2 lại ra đời trước, còn số 1 đâu? Số 1 là Đức Thầy á, hiểu không? Mà Đức Thầy cũng là Phật Di Lặc luôn. Cho nên cái chữ Di Lặc thì nó là một cái lý trong kinh điển nói, chứ không phải là một Phật Di Lặc bụng bự vậy mà xuất hiện. Còn giàu cho có Phật Di Lặc mà giống như trong tượng vậy mà xuất hiện, chứ cũng là đang là Di Lặc, mà Di Lặc số 2. Ai cũng trúng hết. Khi mà cái bằng cấp á, mà ở trên á, bữa mà hội đồng chư Phật kêu sư phụ phải gửi xuống cho tất cả nhà, mỗi một lần cái gì mà mình ấn tống mình ra ngoài mặt đời á là xong luôn nghe con. Cũng giống lời nói mình nói lên đây cái là mình xong xuôi luôn á. Thì cái bằng đó cũng vậy, thì phải ngồi làm, ngồi design ra, rồi đồng thời những cái danh từ đó ở trên mới ngồi đọc lại. Lúc đầu á viết một khúc dài nè, rồi sau mới gì mới cắt ngắn lại thì mới điều chỉnh. Mỗi một cái giấy tờ gì ra những cúng kinh á, ngày xưa nó dàn vậy, sao mới gì chỉnh lên vậy. Tất cả mọi thứ, từ chữ, từ chi tiết, cả buổi lễ này cũng vậy. Làm cái gì á, hụ cũng phải trình từ chút mà làm sai á, nó sẽ hư. Sai chút chút, sau này Đức Thầy chỉnh lên được. Mà sai lớn á, khó chỉnh. Thì Phật Di Lặc là đạo thiên tâm, thiên tâm là Di Lặc. Di Lặc là đời sống an lạc. Còn ai á, sau này ai thật sự là Phật Di Lặc, Đức Thầy là thật sự Phật Di Lặc. Sư phụ chỉ ở hàng Bồ Tát, chưa có hàng Phật. Tại vì trong đầu sư phụ chính trị giỏi hơn là tu.
không? Còn nếu muốn tu thì phải ngồi 3 năm bắt đầu mới nhìn những kinh điển. Cái đầu sư phụ là business, chính trị. Nhưng mà sư phụ là con của cha, một trong 12 người lập đạo. Thì hội đồng chư Phật và những vị Thiên Long Bát Bộ và những vị thiện thần, hộ pháp thiên thần đó, và cái đạo Thiên Tâm được cha ấn chức xuống trần. Cũng như là một giáo sư với nãy sư nói rồi, giáo sư với hiệu trưởng nó khác. Cái người lập đạo, hồi xưa Phật đi giảng pháp, Phật chỉ là một ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cái Phật đâu đó, Phật là giáo chủ. Nhưng ví dụ nói sư là giáo chủ nó khác. Giáo chủ là người đích thân sáng lập cái đạo. Dù là sáng lập cái đạo, là con của cha. Nhưng mà nó có hiệu lực hay không, những cái người mà không có phải là trong cái gọi là cái chiếc thống đó, không phải là con của Thượng Đế, không có thể lập đạo được nha. Dù cho có lỗi lạc cỡ nào nữa, cũng là một môn phái nào đó thôi, cũng lập được một cái môn phái thôi. Nó không phải một cái đạo mà như đi lưu truyền nhiều nghìn năm mà có thể lên tới cả cái hành tinh này. Cái đó mình phải coi lại một cái giáo môn phái thôi, thì là người lỗi lạc. Chỉ có con của cha rồi đích thân cha ra cái đạo mới là thống nhất cái đạo. Thì Thiên Tâm mình là như vậy đó. Giống như xưa Chúa Xu ổng không đâu có tu ngày nào, có 3 năm ổng quẹt lợn cái ổng đi tới, thì giờ cuốn cựu ước nó đi tới, ổng đi lui thì cuốn tân ước nó ổng đi lui. Ổng đâu có chỉ cách ngồi thiền là gì. Sư phụ còn có chỉ cách ngồi thiền, sư phụ còn ra được 12 giới luật, sư phụ còn ra được cái Tam Đại Tạng Kinh, để sau này những đứa con ở thiên á muốn tu theo Nam Tông này, theo thầy Đại Tạng hay là Bắc Tông vậy á, cứ về thoải mái vô hang đá hang động ngồi thế nào mà ngồi thiền mà nhập định mà thành Phật, bay bổng bích về trời luôn cũng được. Thì Thiên Tâm mình làm được hết trong tương lai. Thì sư phụ đã mở ra những cái đó rồi, còn những người bình thường đâu có dám mở cái đó. Thí dụ coi ra được cái đạo Thiên Tâm ra, nhưng mà đâu có dám kêu đụng tới Tam Đại Tạng Kinh. Đó là một cái lĩnh vực của một cái khác, đúng không? Còn hôm nay sư phụ ở Tam Đại Tạng Kinh đó là cái cốt lõi của chúng ta. Mình lấy kinh Lăng Nghiêm để mình đọc mỗi ngày cho mấy đệ tử là họ thiên nè, đọc kinh Lăng Nghiêm để mà cho cái đầu nó bị được rửa rọi sáng suốt, thì từ đó mình mới mau thăng tiến. Mình có rất là nhiều cái lợi thế Thiên Tâm, không có giống như bên Phật, họ không có tin tưởng đấy là mình mất hết hơn phân nửa lợi thế rồi. Nhưng mà bên Phật phải có bi trí dũng, mấy Phật tử á, mấy thầy á, thì họ cũng được về trả, nhưng mà họ không có nhiều cái support như bên này của mình, support bởi chư thiên rồi mấy ông thần nữa. Nhạc bên họ thiên á, là khi mình ra đời mình không có gieo duyên với đằng nào, chủ mình không có mắc nợ, tự mình ra đường á, mình cũng phải đi kiếm ăn kiếm sống để nuôi sắc phàm rồi tự mình tu. Còn bên mà nói bên thầy á, nó xin lỗi anh này thiệt, đã sống mấy Phật tử ăn tiền dài với bệnh khổ rồi đó, con cái nó mới chạy theo mấy ông thầy không à. Còn mấy đứa trẻ trẻ nè, toàn là nhân tài không à, tụi nó làm cái nào đệ tử kiến cận ngồi đây nè, pharmacy một ngày làm biết nhiêu tiền mà ngồi đây. Thiên mình mới là thứ thiệt, vừa đời vừa đạo luôn, thì từ đó mới dễ thống nhất cái quả địa cầu này. Có nghĩa Phật tử đi ra nói chuyện những cái người khác, người ta giỏi hơn, người ta làm mình cơm khao hơn, họ có nghe không? Đến ngày cuộc đời của sư phụ như thế nào, sau này tất cả các hội thiên người ta sẽ làm thành cuốn kinh đời và đạo là vậy. Chứ còn bên kia họ chỉ là giống như ồ tôi chạy theo mấy ông thầy là vì tôi rảnh, tôi ăn tiền già, tôi giữ cháu ngoại, bữa nay con tôi thất nghiệp, cái tôi không có giữ cháu, tôi rảnh tôi vô chùa. Cứ nghĩ như vậy không à, đâu có thiệt đâu, đâu có tu thiệt đâu, đâu có hạ thủ công phu. Thiên Tâm nó không có vậy. Mấy con phải bỏ công việc làm nè, đóng cửa tiệm leo nè, mất income không khe nè, ngồi đây nè, để mà về
để mà núi rồi dự buổi lễ này. Tuy là đã quyết chí như vậy nhưng mà thật sự là đúng, là vì ngày mai là một trong cơ hội cả cái địa cầu này không ai có khả năng làm buổi lễ như vậy, có tất cả các chi gì đầy đủ khác nhau nhiều lắm. Mọi người không phân tích đi, mình có Tam Đại Tạng Kinh, còn muốn học theo kiểu ngài Đạt La Đạt Ma thì cứ vô hang động ngồi, đi qua bên Tây Tạng cứ theo học ổng một cái technique của ổng, nhưng mà mình vẫn là cái đạo thiên tâm, mình vẫn là thiên gì đó. Còn mình theo ổng, mình học theo cái kiểu ổng, giống như thầy Richie Rambuche với chùa, mình học ổng cắm cái cũng là một technique. Mai mốt chùa thỉnh ông thầy khác về, ổng dạy cho lăn mấy cục bột để mà xả nghiệp thì thêm một cái technique. Nhưng mà mình vẫn là họa thiên, thì cái đó là những là một cái môn học của mỗi một vị thầy đưa ra để mà họ có cái lý do để họ làm cho mọi người tập trung lại để mà có một cái tịnh tài thôi, cái gây quỷ thôi. Mình là chánh đạo, mình sẽ làm cái quả đi cầu này không còn hận thù, không còn tham lam. Còn con đó, con nghĩ như thế này, đơn giản như thế này, là khi cha mẹ ấn chứng đạo thiên tâm xuống cho giáo chủ đời thứ nhất, thì giáo chủ đời thứ nhất là về phần tâm linh, mà giáo chủ đời thứ hai là sư phụ, là thực thụ để mà truyền bá cái đạo đó đi. Thì con nghĩ sư phụ chính là Phật Di Lặc. Sư phụ không có từ chối, không có chấp nhận. Sư phụ chỉ là di lạc, là an cư lạc nghiệp được. Con thầy thụ con an cư lạc nghiệp là mạnh khỏe là đúng rồi. Chữ đó có thể giải thích như vậy. Còn bây giờ còn sớm để mà mình nói mấy cái này. Con nói rồi, bố mày ốp, cứ để nó ốp đi, sửa lật thì từ từ nó sẽ lật, chứ còn mình lật sớm quá không có hay. Gà cũng vậy, cẩm cũng vậy, trứng công hay trứng rồng gì cũng vậy, nó phải đến ngày đến giờ nó nở là nở, mà mình không có để mình níu kỳ, mình gõ gõ nó cho nó nở sớm không có được. Mục đích chính không phải là con đọc một đống kinh điển, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, Quan Nghiêm đủ hết rồi lên nói lưu lót về những danh từ Phật không, cũng có thời nay, nhưng mà Phật tử nghe được thì cũng một số hiểu, mà có thực hành được bao nhiêu, người qua chừng một hai tuần sau họ cũng đâu trở về đó, họ đã từng nghe thuyết giảng quá nhiều rồi. Hôm nay là thuyết giảng YouTube, con có thể một ngày con đi dự khóa tu khoảng một chục lần cũng được, mở thầy giảng nửa tiếng một cái YouTube, bấm vào YouTube khác thì cũng là một giống như một khóa tu cũng gần như vậy, nhưng mà học được bao nhiêu. Kinh điển nó cứ xào tới xào lui như vậy, nó không có làm cho mình tăng trưởng trí tuệ, mà cái quan trọng nhất là tha lực. Hội thiên hôm nay có hội đồng chư Phật và Thiên Long Bát Bộ gia hộ giấu mình, ai đeo dấu này là thiền bát nhã, nó đâu có thể nào có thêm một chiếc thiền bát nhã mà có Chúa Giêsu lái trên đó mà con chiên đang chờ, cũng không có thể có một chiếc thiền bát nhã mà có Phật ngồi trên đó lái nữa, vậy đồng là ba chiếc thiền bát nhã. Chúng ta tu dở, chúng ta cần có một cái tha lực, đó là cái này nè, đã mang hội thiên, đã mang này vô cổ, chúng ta phải có hiếu với cha mẹ và phải trân trọng cái dấu hiệu này của cha đã đặt xuống cho mình, và đồng thời mình cũng bổn phận mình biết
nó có cái màu nhiệm, cái hay của nó, mình phải độ những người xung quanh mình, đó là quan trọng, là cái chuyện của mình. Còn tất cả chúng ta tâm từ bi hiền từ cứ chạy theo này theo pháp hội nọ là vì chúng ta không biết mình thích ca sĩ nào, ca sĩ Nhật Từ hay là ca sĩ Pháp Hòa, ca sĩ này ca sĩ nọ, cũng như một ca sĩ vậy đó. Rồi cuối cùng chúng ta hãy chán nghe nhạc, thối tâm bồ đề. Khi chúng ta thấy một cái ca sĩ đó bị một cái scandal, chứ không phải ca sĩ, tôi cũng không muốn đệ tử là mê tín, nhưng chuyện nó thiệt là thiệt, chứ không phải là một người đặc biệt trên 8 tỷ người, đó là 1 trên 8 tỷ khác hơn hơn người là có. Còn chú lập cái đạo thì là cũng tuân lệnh của tất cả chư Phật lập, chứ không phải tuân lệnh của một người nào đó. Nhưng mà ở mỗi cái thời đại, đến một năm, một ngày, một tháng, cái đạo và cái con người của chúng ta, đời sống cũng phải thay đổi, cách ăn mặc cũng thay đổi. Hồi xưa chúng ta mặc quần bó tấm, mặc quần rộng như kiểu hippie, thì cái đạo nó cũng sẽ thay đổi theo một cái thời gian văn minh. Người Công giáo hôm nay cũng phải cần có upgrade. Người ta nói đạo mình là đạo Công giáo cũng là đúng, người ta nói đạo mình đạo Phật cũng là đúng luôn, nó ở giữa. Nhưng Công giáo gọi là upgrade Công giáo. Còn nếu mà nói đạo Phật cũng là đúng, đạo Phật dễ giải hơn. Ai vô ăn chay nghe, ăn chay nghe con, có tiền cúng dường phóng sanh con, có nhiều đó, chưa về trấn áp tinh thần người ta vậy. Mà trong khi ngược lại ban đêm mấy ông thầy ăn mặn không. Rồi đến khi mà con phát hiện được, con thối tâm bồ giữa, không khó mà không dễ. Nhưng mà nó lại là hữu dụng cho những cái người Mỹ, người ngoại quốc, người Âu Châu. Sau này họ muốn học Phật, người thiền á, họ không có nghĩ là họ bị bỏ đạo của họ. Họ bước từ Công giáo sang Thiên Tâm, họ bước từ Hồi giáo bước lên Thiên Tâm, cũng vẫn là thích hợp, là vẫn là gót của họ. Họ không có phản gì với cái lòng tin độc nhất thần thượng đế của họ. Còn bên đạo Phật bước qua Thiên Tâm cũng không có phản. Mình đã học Phật, Phật là thầy mình. Hôm nay mình có cha mẹ mình là mình phải về với một cái mái nhà là mình phải mừng. Cho nên sau này mà khi sư phụ về trời, đạo Phật sẽ hiểu ra như vậy. Họ sẽ take one more step advance hơn người Công giáo. Người Công giáo là ô mừng quá, tôi cũng vẫn là thờ cha tôi, thượng đế của tôi, nhưng mà tôi bước lên thêm một bước nữa. Hôm nay tôi được ngồi thiền, tôi được hiểu được Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế đâu phải không? Tôi được những cái treatment của đạo Phật là Bát Đại Dương mà, trị bệnh đúng không? Thì họ không có còn phải bức xúc chi vô nhà thờ, chỉ ăn mặc chỉnh tề về nhà gây lộn xối xả, hăng tiếng hôn nhân kiểu nào nữa, về cũng ly dị hết. Đạo Phật mình, Thiên Tâm của mình sẽ không có ly dị. Vợ chồng được thì là tiếp tục hàn gắn cùng với nhau. Hai là mình lại sám hối, tại trong đó có lại sám hối. Bên Công giáo hội sám hối à. Sám hối là cực kỳ quan trọng trong chúng ta, sản nghiệp. Thằng chồng nào nó dữ quá, con cứ lại sám hối giết rồi con bỏ ra một cái là ngọt ngay luôn á. Tôi đang nói về là nhập vô Thiên Tâm. Còn bên đạo Phật họ nhập vô Thiên Tâm là gộp thêm cánh. Chúng ta hồi xưa giờ giống như nít đi lạc giữa đường phố chợ Sài Gòn. Hôm nay chúng ta vô Thiên Tâm là về cha mẹ. Chúng ta cũng vẫn học y chang kiểu đó. Giờ là cuốn kinh ra của mấy thầy trong Đại Thừa đọc. Nó chỉ khác hơn mình là thêm cha thêm mẹ, mẹ là phần kinh địa mẫu đúng không? Thì biết thêm cha thêm mẹ, biết thêm có thiên đình, biết thêm có những cái chuyện khác thì là tốt hơn thôi chứ đâu có gì đâu. Còn ngoài ra từ lúc mà Lăng Nghiêm mà xuống thập chú, rồi tới còn bên Thiên Tâm mình thêm có một cái là thêm lại sám hối, để mình khỏi phải tốn thời gian thêm một tuần khác ở chùa. Một tháng người ta lại sám hối có một lần, còn mình mỗi ngày mình lại sám hối mình mau xả nghiệp. Cho nên tại sao ví dụ nói trên mạng đó là đọc kinh Thiên Tâm mỗi một ngày bằng người ta đi chùa một năm, thiệt á, một năm. Mà trong khi mỗi một ngày mình còn ngồi đây vui vẻ gì là mình quý, mình trân trọng. Còn một năm không biết ngày mai bị Covid, bị cái gì đi mất tiêu luôn á, là không có đủ cái lực để mà về trời, thì phải tái sanh làm người tiếp tục. Quan trọng lắm á, khi mỗi ngày mấy con đọc cái kinh Thiên Tâm. Tại vì chúng ta không biết ngày mai nghiệp bự, nghiệp mà
nghiệp tiền kiếp nó dễ đòi, cái một là đi đứt liền đó. Còn ngày nào mình cũng lại sám hối chắc ăn là mình biết là mình có thê thảm, là cũng là xả nghiệp mà xả từ từ, còn hơn là xả một cái một thôi là bức xô á. Là ba đạo khi họ thà nhập thành thiên tâm á, đều là có lý do và có lợi ích cho họ sẽ nhập, chứ nó không có resist là hay là khó khăn gì hết. Bây giờ thí dụ như kêu một người đạo Phật mà nói, nếu mà nói theo này là đạo Công giáo sẽ thống nhất thế giới đi, bảo đảm đạo Phật người ta không thích, tại vì người ta thấy thấp hơn, ít hơn cái sự cuốn kinh với cái trình độ mình, nói xin lỗi, ít hơn là thấy không xong rồi, đúng không? Còn kêu người Công giáo mà vô đạo Phật thấy không xong rồi, tôi đang thờ thượng đế của tôi mắc mớ gì, tôi phải thờ ông Phật. Ông Phật đâu phải là đấng xin cho tôi đấng phán xét, đấng toàn năng, đấng có quyền quy đâu. Thiên tâm mình là cha thiệt, cha có quyền quy, đấng toàn năng cha xóa tội mình được. Thấy hiểu cái khác nhau chưa? Bên Hồi giáo thì con hiểu rồi đó, họ cũng gần giống như Công giáo. Tại Công giáo, Hồi giáo, do Thái giáo là từ ông Hermit, ông Moses phải không? Là ra là cùng một nguồn gốc đạo. Chỉ có cái là họ hơi khác nhau, giống như kiểu Nam Tông rồi Bắc Tông, rồi bây giờ thêm cái Thiền Tông, rồi thêm Tịnh Độ Tông, rồi giờ thêm cái Tông Tông gì nữa, Nhật Tông gì đại khái gì nữa không? Thì cũng cùng là Phật hết. Còn bên Công giáo thì họ là một nguồn gốc từ ông Moses hồi xưa, ông Hermit, ông Abraham hả? Thì họ lập ra Công giáo, rồi họ lập ra Hồi giáo. Chúa Giêsu thật sự ra đời trước cái năm 2023, tức là 300 năm á, con có biết không? Sau này La Mã đó, nó mới đổi kinh sách lại, nó nói Chúa Giêsu sanh ngay ngày đó. Ai mà không vô đạo Công giáo là nó đi lấn chiếm người đó, nó giết người đó. Chứ những cái gì mà đó là toàn là vua của La Mã thời đó. Không có câu trả lời gì, cũng không có hỏi đi, chúng đại thụ nói. Thật sự là có không phải vì mê tín mà nói sư phụ là Phật Di Lặc, mà con suy luận ra một số vấn đề. Ai nói suy luận như sao? Chẳng hạn như lấy một ví dụ như bên đạo Công giáo có một đoạn trong Bible là khi Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá với hai người ăn trộm, thì một người xin Chúa Giêsu cứu độ, thì Chúa nói liền: kể từ hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trên nước thiên đàng. Đó là vãng sanh phải không sư phụ? Thì sư phụ cũng có cái định lực mà vãng sanh một số. Sư phụ đã từng nói những người đã được sư phụ vãng sanh, thì con nghĩ là cái định lực của sư phụ không phải là thấp, do đó con mới quả quyết rằng đây mới đúng là đích thực là Phật Di Lặc rồi. Một điều kiện cũng không có thể nói lên hết. Còn cái chuyện mà dù nhắn sanh được thì đó là thiệt. Còn tất cả những gì Bồ Tát, những gì thần thôi, thần thì chú không biết nè, như Đức Thầy thì dư sức, Ngài cứu được ông Thiên Ánh nè, thì Ngài có thể đưa người về trời được, tại Ngài đã là Phật rồi. Cho nên cái này á, thuộc nghĩ nó không có phải là đem đó vô mình nói được. Thuộc chỉ biết được là number two, thì mình thấy number two đi. Miếng nãy còn cái number one thì cho bố ông bài up thì mình cứ gán chờ đi, con đừng có ngồi đóng đóng đâu. Còn cái danh từ Phật Di Lặc, Phật Thích Ca này nọ đều là danh từ của thế gian, chứ trên giờ tất cả các vị đều bình đẳng giống nhau, cũng giống như mình lập bàn thờ ở nhà, mình để gì nào ngồi trước được, thí dụ một đống Phật rồi đó mà có bàn thờ nhỏ. Thấy sao mà ở cái tầm nhìn của mình á, mình thấy được cái mặt của mọi vị tượng nên nó có khuất gì. Mấy vị không có chấp, chấp là cho chúng ta chấp, chứ không phải là mấy vị chấp.
Còn cô chỉ biết được là cha không phải lo cho riêng nước Việt hay lo cho chúng ta. Cha có thể xá tội hay là có thể làm rất là nhiều chuyện, nhưng mà cha còn lo cả nguyên một cái vũ trụ có 3.000 cái quả địa cầu ngoài kia, có 3.000 chúng sanh đang sống lặn hợp ở ngoài kia. Cha lo lớn lắm. Còn cái trái đất này, thử một người chỉ là một cái thầy pháp thư án thôi, họ cũng có khả năng, họ biết họ làm là tự chúng ta. Khi ai mà làm ác thì người đó làm cái nghiệp ác ngược lại thôi, chứ chẳng có ai xử phạt họ hết. Tại vì khi mà mình mất đi á, cái lại cho thức nó sẽ phóng lên trên cái màn hình á, những cái thiện những cái ác của mình làm một chút xíu không có mảy may, nhưng thể hiện lên rất là rõ. Giống như con bỏ con phim vô trong cái điện thoại nó hát lên vậy, mình quên nhưng mà cái nghiệp nó không có quên mình, phải trả. Còn những gì mà tuân lệnh của cha bề trên xuống đây lập đạo đều là có một cái ý nghĩa của họ, nhưng mà đến độ nào thì phải chờ rồi ba lớn thôi. Tới ngày hôm nay là ngày tận cùng của phán xét, của cuối cùng của tất cả. Trước khi đó là có hàng mấy trăm năm đạo cao đài ra đời, sau đó tới Vũ Sơn Kỳ Hương, rồi tới Hòa Hảo, tới Khắc Sĩ, cuối cùng thiên tâm xuất hiện. Thì con thấy nó tình cờ hay là bề trên đã tính? Con có biết mấy thằng bầu xô nó cũng khôn, nó cho mấy thằng ca sĩ ca dở trước, tụi Mỹ á, cho mấy thằng chọi football dở chọi trước đúng không? Còn cái thằng pro ra ra cuối cùng không à? Còn We Are là pro á, thiệt á, mình mới giờ này mình xuất hiện. Hay là cái quả địa cầu này á, có ai ngờ Putin hôm nay á, muốn chiếm hoàn cầu, tập chúng mình chiếm hoàn cầu, mà hôm nay hai nước này là thấp thành cái nồi dẻ rách. Thế mình cũng phải biết là mình phải hãnh diện với cái đạo thiên tâm của mình, đó là cha cho mình giờ chó, để mà sau này có những cái đạo cha đã lập trước, như đạo cao đài cha lập trước, để sau này họ support thiên tâm của mình cũng cùng. Rồi Đức Thầy là người đồng sáng lập cái đạo này với sư phụ. Đức Thầy sau này á, cũng có mấy chục triệu tín đồ ở miền Tây. Thì khi Ngài xuất hiện một cái, con nghĩ tự nhiên mình có thêm mấy chục triệu tín đồ. Đây chỉ có một cao đồ thôi ngồi đó đúng không? Bây giờ mà sau này mình có mấy chục triệu cao đồ nữa, con thấy vui không? Chỉ có cao đồ này là xung phong đi trước tất cả cao đồ. Đây cao đồ ngày nằm đó đó, sẽ vào trong lịch sử á, tại ông lên hình bữa giờ nhiều rồi. Mấy ông cao đồ kia thì cứ nín im im, không có dám mà phê bình mà cũng chẳng có dám khen dễ cho đó, tại họ bị chấp. Nhưng mà sau này cao đồ này nổi tiếng nè, khi Đức Thầy mới xuất hiện rồi, hey, cái này của ta lập mà, ta kêu đệ tử ta là Ngô Tuấn Kiệt nó lập, rồi con nghĩ như sao? Vừa cao đài vừa Hòa Hảo, chưa tính nữa cái ngày Bồ Tát mà Minh Đăng Quang á, ổng là sư phụ của ông thầy An Lạc Hạnh đúng không? Ổng lên ổng nói chuyện với mấy vị trên này hoài à, ngày mai ổng cũng có mặt đây nữa. Ổng phải là Phật nha, Bồ Tát thôi. Một, trước khi một cái đại đạo ra đời thì nó sẽ có những cái đạo nhỏ nhỏ ra trước, để sau này nó sẽ cùng chiếu, cùng đi với một cái, nó mới đẩy đi cái lực của thế gian bị chấp này. Không phải bình thường đâu, ở bề trên tính cho mình hàng nghìn năm. Cô cho hỏi câu, nếu mà tôi muốn xin vào nhập để họp với các sư đệ thì phải có bao nhiêu điều luật, phải theo bao nhiêu cái công thức mới được vào đó, những điều luật gì? Thì cái đó nó thuộc về gọi là cơ mật mấy chục năm, bốn mấy năm chục năm. Xưa thì hụ thì cứ nghĩ nó bình thường, cứ mang những cái người này người kia tới để mà hỏi, tại mấy gì cũng như mình, cho mình đặt câu hỏi rồi dạy cho mình. Thì sau đó đó, những người không có giữ kín miệng, mấy gì cũng có thích lấy băng keo. Ừ,
nó cũng vẫn là cơ mặt. Chứ có ông này á, là mấy vị á, hồi xưa nói á, sau này Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp, thế giới an cư lạc nghiệp. Nhưng mà cái ông này là ổng là coi hết về HO ở vùng này, mà HO vùng này có mình ổng là lớn nhất, chức lớn nhất coi đây. Nhưng mà ổng thì tin, mà đám đệ tử HO ổng không tin. Mà trong đó hồi xưa ngày Trận Đạo với ngày mấy ngày lớn dạy á, là Minh Dương á, là phải thống nhất tất cả những cái nhóm cực đoan ở hải ngoại thì mới tạo cái sức mạnh để mà về giúp nước được. Còn Minh Dương mà không thống nhất được cái thế lực mạnh ở hải ngoại thì Minh Dương cũng là Minh Dương ảo. Cho nên từ đó mấy vị mới cho cái ông nội này vô để mà bắt đầu ấy. Nhưng mà bữa hổm ông tướng Lương Thiên Lì có hổm sư phụ thì ông cũng thương sư phụ, nhưng mà nó còn rời rạc lắm. Tại vì sau này sư phụ mới hỏi lại là nước Việt không có đủ phước, Minh Dương chưa thống nhất được những cái khối cực đoan hải ngoại. Khi nào Minh Dương mà thống nhất khối cực đoan hải ngoại ấy, thì lúc đó nước mình được cứu. Còn bây giờ sư phụ về Nam Cali, sư phụ nói với ông Lân, với ông Đại Đức Chí, với ông Charlie, với là mấy cái thằng truyền thông á, đóng thằng đó, sư phụ hay về giới hợp. Đó, bây giờ á, Kim Minh Lê Hồ nó quậy, quậy Đại Đức Chí, quậy tùm lum hết. Nhưng mà ông Chí cũng chưa chắc, nhiều khi lâu lâu ổng có bao thơ, ổng đi trình nữa, sư phụ biết hết chính trị mà. Nhưng mà dù nói ok, giờ mình không muốn bị người mình đưa bao thơ của Cộng sản mua chuột, thì đưa tôi lên, tôi coi hết Cali. Chứ không có ham danh, nhưng mà thua 10 bữa 10 triệu trong đó, thì mình xây dựng biết bao nhiêu. Kỳ đài 75 cũng bị nó đập phá, thua cho 50 nghìn á. Thì một người có tiền, rồi bắt đầu cái tiếng nói của Cali nó mạnh. Chỉ cần bao người tạo buổi ăn dinner là xong, bầu lên là xong. Mình đâu có cần mấy ông Mỹ cho chính quyền. Nhưng mà khi người của mình support cái người đó rồi, người đó có tiền rồi, thì cả cái cộng đồng nó siêu lợi, nó không còn bị cộng sản xâm nhập vô. Thì mình sẽ thống nhất từ Cali, thì lúc đó mình sống thống nhất liên bang qua Houston rất là dễ. Rồi từ đó mình mới lập đại bang. Nhưng mà somehow chưa đủ phút. Nó sắp gần rồi. Bây giờ trường hợp con muốn gia nhập cái hồi đó thì làm sao được hay không? Thẳng này hỏi liền. Next time thì tôi phải hỏi lại. Thank you. Chứ còn bây giờ con muốn liền. Con bây giờ cho phụ phải đi họp với mấy gì. Mấy con ở đây cứ vui vẻ đi. Chút tối phụ quay lại.